chương 1260, hoa môn xuất thủ. Thật can đảm, chu thông bộc phát lửa giận, hóa thành thực chất, lửa nóng trong người gầm thét. Lăng Hàn khoát khoát tay nói, chớ hung với ta, người cũng chỉ tu luyện nhiều hơn ta mấy chục vạn năm. Người tin hay không, không tới 10 năm ta có thể đánh người thành đầu heo. Lời nói này hết sức khí phách, một sơn hà cảnh lại nói 10 năm sau có thể đánh một vị cường giả nhật nguyệt cảnh trung cực vị thành đầu heo, ai có thể tin tưởng. Nhưng con người của Chu Thông co rụt lại, lấy tốc độ tu luyện yêu nghiệt của tiểu tử này, thật là có thể làm được, mặc dù hắn không thế nào tin tưởng. Hắn hừ một tiếng nói, nếu ngươi không giao thiên nguyên chân dịch ra, căn bản không qua được cửa ải trước mắt này, còn có 10 năm sau gì chứ? Lăng Hàn cười nhạt, bây giờ hắn nắm giữ đan phương cuồng giã huyết linh đan, trong hắc tháp lại có một cây hồng vũ thần vương thụ, vậy chờ hắn nhảy vào nhật nguyệt cảnh, liền có thể luyện ra rất nhiều cuồng giã huyết linh đan. Có thể đoán trước, tu vi của hắn ở một đoạn thời gian sau sẽ xuất hiện bay vọt trở về nói cho cốc hoang, muốn thiên nguyên chân dịch, vậy thì mang đủ chân nguyên thạch, tham gia buổi đấu giá 3 tháng sau đi. Lăng Hàn nói, đây là một cơ hội quảng cáo miễn phí. Chu Thông mang theo phẫn nộ cùng lời của Lăng Hàn đi về, đường đường cường giả nhật nguyệt cảnh cư nhiên bị một sơn hà cảnh chỉ mũi uy hiếp, điều này làm cho hắn rất khó chịu, ai bảo hắn chủ động tới cửa đòi mắng, bẩm báo trong tông chỉ có thể gây bất lợi cho hắn. Chỉ cần Lăng Hàn một ngày còn có thân phận đệ tử hạt giống, vậy thì không phải ai cũng có thể khinh nhục tin tức hiệu buôn mặc thị muốn đấu giá thiên nguyên chân dịch rất nhanh thì dẫn phát hoành động mà đấu giá cũng được mặc thị bổn ra duy trì động viên lực lượng cả gia tộc tiến hành tuyên truyền bởi vậy rất nhanh thì tin tức truyền khắp cả tinh hệ ngay cả rất nhiều cường giả tinh thần cảnh cũng động ý niệm trong đầu thiên nguyên chân dịch chính là cường giả hằng hà cảnh biến thành có thiên địa lĩnh ngộ ở cấp này dù cho đối với tinh thần cảnh mà nói cũng là trí bảo dù không cách nào để cho tinh thần cảnh đỉnh phong đột phá đến hàng hà cảnh nhưng để tinh thần cảnh tiểu cực vị đột phá trung cực vị trung cực vị đột phá đến đại cực vị. Vẫn vô cùng có khả năng, mà vượt qua một bước như vậy, ý tứ là cái gì? Thực lực xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà thọ nguyên sẽ để thăng một nghìn vạn năm. Một nghìn vạn năm A, à, có thời gian dài như vậy, nói không chừng mình có thể đạt được cơ duyên mới, thẳng tiến cảnh giới cao hơn. Bởi vậy, không chỉ nhật nguyệt cảnh động tâm, ngay cả rất nhiều tinh thần cảnh cũng tới tấp xuất phát đi phi vân tinh. Đây cũng là nguyên nhân đấu giá hội phải tới 3 tháng sau mới tiến hành chính là cho các kim chủ đủ thời gian chạy tới dĩ nhiên mặc ra còn mời một ít đan sư quần thể này là người có tiền chân chính vì cổ đan phương nhất định sẽ liều mạng ra giá cao lăng hàn cái gì cũng không cần làm sự tình đấu giá hắn toàn quyền giao cho hàn hỏa chỉ cần đến ngày đấu giá giao thiên nguyên chân dịch cho hàn hỏa là được hiện tại không cho đó là bởi vì vật đặt ở chỗ lăng hàn an toàn nhất bởi vì thiên nguyên chân dịch chân quý lần đấu giá hội này trong nháy mắt thành sự tình nóng hổi nhất bất quá động tác của cốc môn cũng càng lúc càng lớn, hiển nhiên, bọn họ muốn ở trước đấu giá bắt lăng hàn, bằng không trên đấu giá đài, bọn họ chỉ có thể liều tài lực. Nhưng mà, lẫm thiên tông không phải là nơi cốc môn có thể lấy thung úp voi. Hàn sư huynh, tối hôm đó, có một vị khách nhân tới bái phỏng. Phạm như dẫn đối phương vào cửa, đây là một mỹ nữ thiên kiều bách mị, vóc dáng xinh đẹp, quyến rũ như có thể chảy nước. Nàng hơi cúi người chào lăng hàn, nói, tiểu muội cơ vân chi, cơ sư muội có chuyện gì sao? Lăng Hàn vì miệng hỏi, tựa hồ căn bản không có phát hiện đứng trước mặt chính là một yêu tinh làm cho người mặt đỏ tim đập, mà Phạm Như ở một bên cũng không dám mắt nhìn thẳng cơ vân chi, sợ bị câu hồn. Cơ vân chi kinh ngạc, nghị lực của mình bao lớn, nàng tự nhiên thanh thanh sở sở. Này không chỉ bởi vì nàng trời sinh cực đẹp, còn tận lực đi lộ tuyến quyến rũ, nàng còn tu luyện mỹ công, có thể làm cho nàng quang thải động nhân, mọi cử động đều tán phát ra gợi cảm mê hoặc. Nhưng Lăng Hàn cư nhiên không nhìn thẳng nàng, để cho nàng không thể tiếp thu. Bình thời, các nam nhân đều hận không thể đem mắt đính lên người nàng, nhưng lăng hàn ngược lại tốt, tựa hồ ngay cả liếc mắt nhìn nhiều cũng lười. Nàng bình tĩnh tâm thần một chút nói, tiểu muội phụng lệnh của hoa dương văn hoa thiếu chủ đến, muốn hướng lăng huynh xin cái thuận tiện, có thể bán ra một giò thiên nguyên chân dịch cho hoa môn không? Hoa môn, lăng hàn nga một tiếng, sau khi kết thù với cốc môn, hắn cố ý đi thăm dò một lần, biết trong chín đệ tử của tam nguyên thượng nhân, có một người tên hoa vĩnh ninh, đứng hàng thứ sáu. Như vậy hoa môn này tự nhiên là hoa vĩnh Ninh thành lập, mặt khác, Cốc Phương ở trong 9 đại đệ tử bài danh thứ tư, tuy đây chỉ là bái sư trước sau, nhưng từ một mức độ nào đó cũng là thực lực phe phái bài danh. Ha ha, thiếu chủ sẽ không để Lăng sư huynh chịu thiệt. Cơ Vân Chi cười xinh đẹp nói, thiếu chủ ý tứ là, để Lăng sư huynh chỉ đấu giá ba giọt Thiên Nguyên chân dịch, mà thiếu chủ sẽ lấy giá thấp nhất trong ba giọt kia thu mua. Đây quả thật không tính là Lăng Hàn chịu thiệt bởi vì nếu như là bốn giọt thiên nguyên chân dịch đồng thời đấu giá, như vậy một giọt tiện nghi nhất nói không chừng sẽ bằng cả ba giọt đồng thời đấu giá, dù sao số lượng càng ít, đấu giá sẽ càng kịch liệt. Vì ta, hoa môn có thể khai chiến với cốc môn sao? lang Hàn hỏi, ha ha, trong bất kỳ môn phái nào cũng tràn đầy cạnh tranh, cái gọi là nhược nhục cường thực, khôn sống mống chết. Cơ vân chi nhàn nhạt nói, trong chín đệ tử của thượng nhân, chỉ có một vị có thể đạt được chân truyền cuối cùng, gánh trách nhiệm lãnh đạo lẫm thiên tông nên dù không vì Hàn Sư Huynh, Hoa Môn cùng Cốc Môn cũng tránh không được đánh một trận. Lăng Hàn gật đầu, tầng dưới chót có cạnh tranh tầng dưới chót, mà thượng tầng thì có tranh đấu của thượng tầng. Hằng ha cảnh truyền thừa để cho người đỏ mắt bực nào, huống chi nói không chừng có thể quét ngang mảnh tinh vực này, trở thành vương duy nhất, mê hoặc như vậy lại có mấy người có thể chống cự. Thảo nào chín tên đệ tử tới tấp thành lập hệ phái của mình, chính là tăng thẻ đánh bạc, lấy được chân truyền. Chương 1261, trở mặt, bất quá, Tam Nguyên Thượng Nhân chậm chạp không có tỏ thái độ, thậm chí có dự định thu Dương Hạo làm đệ tử thứ 10. Này kỳ thực chính là thả ra một tín hiệu, Tam Nguyên Thượng Nhân đối với 9 tên đệ tử đều không phải quá hài lòng. Đừng nhìn hiện tại 9 tên đệ tử đánh rất kịch liệt, nhưng đến lúc đó rất có thể là giỏ chúc múc nước, cái gì cũng không vớt được. Lăng Hàn cười cười, đây cùng hắn có quan hệ gì đâu. Hắn suy nghĩ một chút mới nói, tốt, ta có thể lưu một giọt thiên nguyên chân dịch cho hoa thiếu. Ngược lại hắn cũng không mất mát gì. Hàn sư huynh quả nhiên là người phóng khoáng, tiểu muội trước thay thiếu chủ cảm ơn. Cơ Vân Chi đứng lên, hơi cúi đầu với Lăng Hàn, đầu buông xuống, lộ ra một tảng lớn viết trắng, bộ phận hở ra đầy áp ngạo nhân. Thật là một vư vật, sắc mặt Lăng Hàn bình tĩnh, bình thường bị đại yêu tinh như thủy nhạn ngọc mê hoặc, hắn tự nhiên có năng lực miễn dịch rất mạnh. Hơn nữa, so sánh với loạn tinh nữ hoàng tuyệt thế phong tư, Cơ Vân Chi chính là thôn cô, hắn làm sao có thể loạn tâm chứ? Cơ Vân Chi ngẩng đầu, Thấy sắc mặt Lăng Hàn bình tĩnh, không hề tim đập rộn lên, hô hấp dồn dập, không khỏi tràn đầy kỳ quái. Án nàng lý giải, lúc này Lăng Hàn hẳn là hạ thân phản ứng, xấu mặt ở trước mặt nàng, tiếp đó nàng có thể chiếm ưu thế, mở ra một vài điều kiện để Lăng Hàn ở dưới tâm hoảng ý loạn đáp ứng. Tên này không thích nữ nhân sao? Cơ Vân chi thầm phỏng đoán, nhưng này dĩ nhiên không có khả năng hỏi ra, nàng nói vài chuyện khác, nhân cơ hội dụ dỗ Lăng Hàn mấy lần nhưng đều tuyên cáo vô công, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ rời đi. Thật lớn a, à, lão xâm chẳng biết từ nơi nào xông ra, nhìn lăng hàn nghiến răng nghiến lợi. Tiểu tao kia rõ ràng đang dụ dỗ ngươi, sao không lên? Không lên người cũng có thể bảo nàng cởi a, à, để xâm ra no mắt một chút. Lan, lăng hàn đá ra một cước, gốc sắc xâm này tuyệt đối không cứu được nữa. Lực lượng của hoa môn rất lớn, ngày thứ hai bắt đầu, liền có người nói ra chân tướng ở ưng sơn, Lăng Hàn một người độc chiếm bốn do thiên nguyên chân dịch, sáng lập lịch sử. Kỳ thực, này sớm có người nói qua, nhưng lập tức liền bao phủ ở trong dư luận phô thiên cái địa, nhất trí gây bất lợi cho Lăng Hàn, nhưng bây giờ hoa môn xuất lực, thật giống như trước đó cốc môn đơn giản để Lăng Hàn thành hình tượng giết người đoạt bảo, lực lượng của hoa môn lớn, tự nhiên không phải cá thể có khả năng so với. Ngay cả đám người hà thao, trầm trúc nhi mở miệng cũng không có tác dụng, nào có thể sánh bằng hoa môn, cốc môn kinh doanh thế lực mấy vạn năm, Hiện tại Hoa Môn cùng Cốc Môn triển khai động nhau, dư luận tự nhiên không có khả năng nghiêng về một phía, mà hai loại thanh âm va chạm, một bên tát nước bẩn cho Lăng Hàn, một bên tạo hình tượng chính diện cho Lăng Hàn. Chân tướng làm sao kỳ thực không trọng yếu, mấu chốt là hai phe phái này ai mạnh hơn. Ngoài dự đoán của mọi người chính là, rất nhanh lại có hệ phái mới gia nhập. Hồ Môn, người sáng lập Hồ Môn là đồ đệ thứ 9 của Tam Nguyên thượng nhân, tên Hồ Hướng Địch, dưới gối hắn không con không gái. Hồ Môn thiếu chủ là đồ đệ duy nhất của hắn, tên Lôi Linh Lung là một mỹ nữ quốc sắc thiên hương. Hồ Môn khuynh hướng chèn ép Lăng Hàn, đến lúc này, kỳ thực bản thân sự kiện Lăng Hàn đã không trọng yếu, mà biến thành sân khấu cho các đệ tử của Tam Nguyên thượng nhân biểu diễn lực lượng. Bọn họ muốn tranh đoạt tư cách chân truyền duy nhất, đều phải đạp đối phương đi. Hoặc là nói, mượn sự kiện này đạp rơi vài người. Lăng Hàn là một mồi dẫn lửa, mà Hoa Môn gia nhập là tuyên bố trận chiến tranh này khai hỏa. Kế tiếp các đệ tử của tam nguyên thượng nhân gia nhập vào thiết môn lang môn niếp môn giản môn lục môn trong chín đại đệ tử có 8 đệ tử bị cuốn vào mà cục diện bây giờ vừa lúc là 4 đối 4. chỉ còn lại có khuất môn duy nhất không tỏ thái độ ai có thể nghĩ tới một sơn hà cảnh nho nhỏ cư nhiên có thể dẫn phát chín đại đệ tử kịch liệt tranh đấu biểu diễn thực lực của nhau nhưng điều kiện của hoa môn cũng thay đổi trước cơ vân chi đại biểu hoa môn mở ra điều kiện nguyện ý dùng tiền mua sắm một giọt thiên nguyên chân dịch mà bọn họ thì sẽ thay lăng hàn hóa giải cốc môn áp bách mà khi thiết môn niếp môn lục môn gia nhập liên minh cơ vân chi lại tới gặp lăng hàn thực xin lỗi vì đối kháng cốc lang giản hồ bốn môn liên thủ thiếu chủ bị ép kéo ba môn khác tương trợ nhưng lại không thể để người vô duyên vô cớ xuất thủ cơ vân chi áy náy cười thiếu chủ nói hy vọng hàn sư huynh có thể lấy bốn do thiên nguyên chân dịch ra thấy sắc mặt lăng hàn âm trầm xuống nàng vội vàng nói thiếu chủ dĩ nhiên sẽ không bạc đãi hàn sư huynh, có thể lấy một giọt trăm vạn chân nguyên thạch đến thu mua. Ngươi là đoạt sao, lang hàn thiếu chút nữa bật cười, trước hắn ở loạn tinh hoàng chiều bán một chút đan dược cũng kiếm được hai trăm vạn chân nguyên thạch, hiện tại thiên nguyên chân dịch cư nhiên chỉ có thể bán một trăm vạn. Đây chính là bảo vật ngay cả tinh thần cảnh cũng coi trọng. Thiếu chủ của các ngươi thật biết nói đùa, lang hàn lắc đầu, hắn cuối cùng minh bạch, cái gì hoa môn, cốc môn, kỳ thực cũng không khác nhau, chỉ là chó cắn chó mà thôi hắn lại còn có hy vọng với hoa môn, thực sự là quá ngây thơ rồi. Cơ vân chi cũng trột dạ, nhưng mệnh lệnh của thiếu chủ lại không thể không chấp hành, nàng nắm lấy tay của Lăng Hàn nói. Hàn sư huynh, hoa thiếu sẽ dùng phương thức khác bồi thường ngươi. Lăng Hàn rút tay nói, ha ha, cơ sư muội tự trọng, ta khuyên ngươi một câu, nam nhân có thể coi ngươi thành hàng hóa đưa tới đưa đi, đáng giá phó thác trung thân sao. Cơ vân chi không khỏi biến sắc, hoa dương văn có lệnh, bảo nàng có thể thích hợp hy sinh một ít nhan sắc, trấn an Lăng Hàn. Trong lòng nàng tự nhiên không muốn, lại không dám chống lệch, bây giờ bị Lăng Hàn ngay mặt điểm xuyên, để nàng thiếu chút nữa xấu hổ và giận dữ muốn chết. Chuyện của ta, không nhọc Hàn sư huynh quan tâm, nàng lãnh đạm nói, một câu nói, người giao thiên nguyên chân dịch ra, liền có thể đạt được ta. Cởi, 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 lão sâm đột nhiên xông ra, hai mắt tên này toát ra kim quang, nghe đối thoại mê người như thế, hắn làm sao có thể kiềm được, chẳng biết từ nơi nào chui ra. Nữ nhân, trước cưới quần áo, để xâm ra kiểm tra một chút. Lan, lang hàn đá ra một cước, lão xâm nhất thời bị hắn đá bay. chương 1262, ngày đấu giá. a à, lão xâm kêu thảm thiết, tiểu tử, người qua sông đoạn cầu, người ăn thịt, để xâm ra uống ngụm canh cũng không được sao. Làm người không thể không giảng nghĩa khí như thế, người cái quỷ hẹp hòi, thứ tốt đều tư tàng, xâm ra nguyền rủa ngươi da mặt của cơ vân chi không khỏi co quắp, đây là cái quỷ gì? Lăng Hàn khoát tay áo nói, trở về đi, sau này không cần tới nữa, hoa thiếu không có thành ý, như vậy ước định trước kia của chúng ta cũng thành phế thải. Hàn sư huynh, cơ vân chi lộ ra vẻ lành lạnh, người đắc tội cốc môn, đắc tội hoa môn chúng ta nữa mà nói, người ở trong tông sẽ một bước khó đi. Ha ha, nói như toàn bộ thiên hạ là các ngươi mở vậy. Lăng Hàn thờ ơ nói, người bây giờ ít nói vài câu, ta tối đa chỉ ghét hoa môn mà thôi, nhưng ngươi lại tiếp tục kéo cửu hận mà nói, sau đó hoa môn sẽ ở trong danh sách đả kích của ta. Ta có thể cho ngươi một lời khuyên, trong danh sách bị ta đả kích, tuyệt đối không có trái cây ngon ăn. Hắn lộ ra nụ cười tự tin, một ngày nào đó, hắn sẽ vượt qua tinh thần cảnh, trở thành hàng hà cảnh, đến lúc đó ngay cả tam nguyên thượng nhân xuất thủ cũng không thể ngăn cản hắn diệt cốc môn, hoa môn. Hắn, Vũ Hoàng, Phong Phá Vân, Đinh Bình, cái nào không phải kỳ tài ngút trời chỉ cần cho bọn hắn đủ thời gian, ngay cả trời cũng có thể đâm thủng. Chớ lấn thiếu niên nghèo, cơ vân chi không khỏi bị khí phách của lăng hàn chấn nhiếp, qua một hồi lâu mới nói. Hàn sư huynh khư khư cố chấp, ta sẽ như thực chất hồi bẩm cho thiếu chủ, cáo từ. Nàng xoay người rời đi, đã không hài lòng, vậy dĩ nhiên không có gì phải nói, sẽ chỉ làm quan hệ của song phương càng thêm ác liệt. Tiểu tử, người quả thực quá ngu xuẩn, có muội tử chịu chủ động cởi quần áo, để làm chi không lên. Lão xâm chạy trở về, vẻ mặt lưu manh nói. Lăng Hàn thở dài nói, ngươi thực sự là đầu thai sai, ngươi thích xem người cởi quần áo như thế, sao không đi bồn tắm ngồi trồm hổm. Hắc hắc hắc, hắc 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 hắc, lão xâm phát sinh tiếng cười xấu xa, sao ngươi biết xâm ra không đi qua, dựa vào, cây sắc xâm này, Lăng Hàn lắc đầu, lười nôn khí với hắn, hiện tại hắn đẩy hoa môn ra ngoài, như vậy kế tiếp dù hoa môn không ngã về cốc môn, cũng có hơn bốn môn nhằm vào Lăng Hàn. Chuyện cho tới bây giờ, là tên đã lên dây, mặc kệ Lăng Hàn có tội hay không, bọn họ đều sẽ đóng đinh Lăng Hàn, nếu không bốn môn đều sẽ rất mất mặt. Một cốc môn là có thể ép Lăng Hàn tới không thở nổi, huống chi bây giờ là bốn môn. Cách đấu giá hội còn có 47 ngày. Hiển nhiên, cốc môn là tuyệt đối sẽ không cho phép đấu giá hội tiến hành, bởi vì một ngày thiên nguyên chân dịch bị bán đi, nói vậy có thể đắc thủ không phải cường giả tinh thần cảnh, chính là thế lực sau lưng có tinh thần cảnh ủng hộ, người bình thường là tuyệt đối không có tài lực như vậy đối mặt đều là cường giả tinh thần cảnh, cốc môn một không có ý tứ cường đoạt, hay không nhất định giành được, trừ khi tam nguyên thượng nhân thân tự xuất thủ, mà nếu tam nguyên thượng nhân chịu ra tay, vậy không có chuyện đấu giá hội rồi. Nên cốc môn nhất định phải ở trước khi đấu giá hội bắt đầu đối phó lăng hàn, như vậy thiên nguyên chân dịch chính là của bọn họ. Còn bốn giọt thiên nguyên chân dịch muốn phân phối thế nào, xử lý lăng hàn thế nào, đó chính là chuyện nội bộ của bọn họ, nói ngắn lại, trước phải đoạt thiên nguyên chân dịch cái đã. Mấy ngày nay ta phát hiện, có người âm thầm dám thì ta. Xem ra, Cốc môn rốt cục muốn hạ sát thủ chân chính. Không cần mấy ngày, tông môn sẽ tiến hành thẩm phán ta. Tuy trong mắt ta này là một trò khôi hài, nhưng đây vốn chính là thế giới người mạnh là vua, hiện tại Hoa môn đã lùi bước, như vậy, trừ khi Tam Nguyên thượng nhân lên tiếng, nếu không, cuộc chiến đấu này không dễ đánh. Lăng Hàn trầm tư, sự tình phát triển đến bước này ngay cả hắn cũng không ngờ. Trước đây chỉ là vì bảo vệ bảo vật của mình, hắn huynh lực đánh một trận không nghĩ tới Cư Nhiên sẽ để cốc môn mượn cơ hội làm khó dễ, lấy đám người thì minh chết tính đến trên đầu hắn. Mặc dù nói, đây quả thật là có chút quan hệ với hắn, nhưng là cốc môn khiêu khích trước, không có khả năng người muốn đánh cướp, ta phải cười hì hì hai tay nâng tải vật lên đi. Vậy còn tu luyện cái gì? Làm rùa đen rút đầu đi. Nói là nói như thế, nhưng cửa ải này đến tột cùng phải làm sao qua? Lăng Hàn suy tính thật lâu, cuối cùng làm ra quyết định. Vô luận là cốc môn hay hoa môn, bọn họ muốn đều là thiên nguyên chân dịch. Như vậy, từ hôm nay trở đi ta ở trong hắc tháp không ra ngoài, kéo dài tới ngày đấu giá hội, bán thiên nguyên chân dịch đi. Như vậy, áp lực ta đối mặt sẽ nhỏ hơn rất nhiều, cũng chỉ có cốc hoang mới có thể như chó điên cắn ta không tha. Ha ha, cốc hoang à cốc hoang, tuy chúng ta còn chưa gặp mặt, nhưng người rất vinh hạnh, thành người đầu tiên ta còn không có gặp mặt đã muốn giết. Lăng Hàn cười lạnh nói, bị buộc chỉ có thể ở trong hắc tháp tự bảo vệ mình, hắn tự nhiên phẫn nộ. Bảo Phạm Như đi chỗ hồ phỉ vân, Lăng Hàn lại nói với đám người đinh bình, phong phá vân, thủy nhạn ngọc một tiếng, để bọn họ trong mấy ngày này đừng tới tìm hắn, tiếp đó liền vào hắc tháp, tiếp tục tu luyện trích tinh bộ. Chỉ hai ngày sau, cốc môn liền không nhịn được, ra sát chiêu, muốn kéo Lăng Hàn đi thẩm vấn, tra rõ chân tướng. Nhưng Lăng Hàn không thấy, một chiêu này để cốc môn trở tay không kịp, lấy danh nghĩa tông môn lục soát nơi ở của Lăng Hàn một lần, nhưng không có tìm được, này để cho bọn họ phát điên vì phòng ngừa lăng hàn chạy trốn bọn họ sai người canh ở cửa chỉ cần lăng hàn vừa ra khỏi cửa bọn họ có thể tiến hành giám thị nhưng người giám thị lời thề son sắt nói lăng hàn tuyệt đối không có ly khai cung điện nhưng người đâu làm sao không thấy lăng hàn còn không có bị định tội thân là đệ tử hạt giống tự nhiên muốn đi đâu thì đi đây cũng không vi phạm tông quy bởi vậy hiện tại cốc môn cũng không thể coi lăng hàn là tội phạm khắp thiên hạ truy bắt hắn này thập phần thú vị Muốn phát lệnh truy nã Lăng Hàn, như vậy trước hết chứng minh hắn có tội. Nhưng Lăng Hàn không có hiện thân, thẩm vấn liền không thể tiến hành, như vậy hắn chính là vô tội, thành một tuần hoàn chết. Bởi vậy, Cốc Môn chỉ có thể phát động lực lượng của mình trong bóng tối tìm kiếm Lăng Hàn, mấy môn khác cũng tham dự, nhưng tóm lại không thể hiệu lệnh thiên hạ, phát động truy tìm đại quy mô hơn. Chương 1263, thất bại. Thường, Lăng Hàn thì nhàn nhã ở trong hắc tháp tu luyện, hắn có đầy đủ đan dược và chân nguyên thạch dù cho ở trong hắc tháp cũng không ảnh hưởng tích lũy nguyên lực, mà tìm hiểu dưới luân hồi thụ, hắn nắm giữ thiên địa quy tắc tự nhiên là mỗi ngày đều có tiến bộ lớn. Tới ngày đấu giá hội cử hành, Lăng Hàn lặng yên bước vào sơn hà cực cảnh đỉnh phong, có tư cách đối kháng nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị. Cường đại trước đó chưa từng có, hắn lẩm bẩm, thảo nào trước kia đám người trầm trúc nhi tự tin như vậy, nếu bọn họ bạo phát toàn lực mà nói, quả thực có thể dễ dàng trấn áp hắn, dĩ nhiên, chân áp là một chuyện, muốn thương tổn được hắn lại là một chuyện khác. Còn trích tinh bộ, ta đã nắm giữ vài phần, lại phối hợp trình tự nguyên lực hiện tại, trong khoảng thời gian ngắn bạo phát tốc độ sẽ vượt lên phần lớn nhật nguyệt cảnh. Nên đi đấu giá hội, hắn ra hắc tháp, thoải mái mở cửa. Phốc, thấy hắn bỗng nhiên hiện thân, người phụ trách giám thị bên ngoài thiếu chút nữa chừng rớt trong mắt, thần kinh tê liệt. Bọn họ ở đây giám thị, chỉ là làm theo phép mà thôi, dù sao đã lục soát nhiều lần, ai có thể nghĩ tới Lăng Hàn cư nhiên sẽ từ bên trong đi ra. Thấy Lăng Hàn, bọn họ chỉ cảm thấy đang nhìn một con yêu quái. Bởi vậy, thẳng đến Lăng Hàn đi ra vài bước, bọn họ mới hoàn hồn lại, tới tấp kêu to. Đứng lại, Lăng Hàn cười, các ngươi nói đứng lại liền đứng lại sao? Hắn chẳng những không có dừng lại, trái lại chạy trốn nhanh chóng. Mau, mau phát sinh tín hiệu, phát hiện Hàn Lâm. Một người dám thị nói, tên còn lại vội vàng gật đầu, lấy ra một cái đạn tín hiệu, ba, nhất thời, một chữ cốc hiện lên ở trên trời, này là phương thức truyền tin đặc chế của cốc môn. Nhất thời, có cường giả nhật nguyệt cảnh xuất hiện, cấp tốc chạy tới, ngoài ra còn có sơn hà cảnh, chỉ là bọn hắn chậm hơn rất nhiều, lúc biết được lang hàn xuất hiện, mỗi người vừa mừng vừa sợ. Mừng là lang hàn rốt cuộc xuất hiện, kinh là ngày hôm nay chính là ngày đấu giá. Tiểu tử này nhất định chạy đi đấu giá hội giao hàng. Chặn hắn, lão vu, chúng ta chia nhau hành động, ta truy theo tung tích của tiểu tử kia, người chạy tới chỗ đấu giá hội, một cường giả nhật nguyệt cảnh nói, được, tên còn lại gật đầu. Hai cường giả nhật nguyệt cảnh chia nhau hành động, bọn họ có tự tin tuyệt đối, tùy tiện ai xuất thủ cũng có thể đơn giản bắt Lăng Hàn. Truy kích Lăng Hàn chính là chư thiên sầu, trước hắn ở trước mặt Lăng Hàn ăn ám khuy, tự nhiên ghi hận với Lăng Hàn, muốn tự tay bắt Lăng Hàn, trước cho tiểu tử này một chút đau khổ. Tốc độ của chư thiên sầu nhanh chóng, tuy Lăng Hàn vòng tới vòng lui, thử ẩn giấu hành tích, nhưng năng lực cảm ứng của nhật nguyệt cảnh cường đại cờ nào, một đường truy theo, chỉ một lát liền thấy bóng lưng của Lăng Hàn. Ha 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 ha, Hàn Lâm, ngươi chạy không được. Hắn lạnh lạnh nói, ha ha, ngươi lại uy hiếp ta, đã quên lần trước dạy dỗ sao. Lăng Hàn cười nói, chư thiên sầu thiếu chút nữa khí bạo, tiểu tử này lại còn dám nhắc sự tình lần trước. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, dưới chân bỗng nhiên ra tốc, đuổi theo Lăng Hàn. Tiểu tử, lúc này ngươi mơ tưởng chạy trốn. Không cần thiết, Lăng Hàn ra tốc, hưu, hắn bộc phát ra tốc độ cường đại cư nhiên không chậm hơn chư thiên sầu trích tinh bộ chư thiên sầu kinh hãi một sơn hà cảnh mà thôi nhưng bộc phát ra tốc độ cư nhiên còn cao hơn mình điều này có thể sao nhưng không tin cũng phải tin khoảng cách của hắn và lăng hàn không những không có thu nhỏ lại trái lại đang không ngừng mở rộng hoàn hảo hoàn hảo hắn thầm nói trước để tên còn lại đi phòng đấu giá thủ lăng hàn quả nhiên là một cách làm sáng suốt bằng không hai người đều chỉ có thể than thở ở sau lưng lăng hàn Lăng Hàn cũng biết tốc độ như vậy mình duy trì không được bao lâu, này có chút như trung cực nhất tiến, ở trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra tốc độ cường đại, chỉ là không có khoa trương như trung cực nhất tiến mà thôi. Hắn ở tốc độ như vậy không sai biệt lắm có thể duy trì nửa nén hương thời gian. Đây là vì hắn còn chưa hoàn toàn nắm giữ Trích Tinh Bộ, nếu có thể chân chính nắm giữ môn thân pháp này, hắn bạo phát tốc độ còn có thể nhanh hơn. Không bao lâu, tốc độ của Lăng Hàn liền chậm lại, bất quá hắn đã đi tới chân núi chấn nhỏ hiện ra ở trước mặt hắn. Chỉ kém một chút xíu, hàn lâm, còn không dừng lại, một tiếng hừ lạnh, chỉ thấy một cường giả nhật nguyệt cảnh xuất hiện, như thiên thần chặn lối đi của lăng hàn. Ta ngừng hay không, với người có quan hệ gì, thân hình lăng hàn chấp động, muốn đường vòng mà qua. Chê cười, phụ tứ ta tỏa chấn ở nơi này, người cũng muốn đi qua. Nhật nguyệt cảnh này cười lạnh, xuất thủ bắt tới lăng hàn, hắn là nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị hậu kỳ, một kích này đánh ra, một vòng nhật nguyệt giật động, tản mát ra uy thế cường đại. Ở đây không thể như hoàng tuyển bí cảnh, sẽ có cấm chế nhằm vào lực lượng trên nhật nguyệt cảnh. Lăng Hàn ngưng một quyền, đánh ra, cái gì, người đây là đang muốn chết sao? Trong lòng vô tứ chấn kinh, Sơn Hà cảnh nho nhỏ lại dám đánh nhịp với nhật nguyệt cảnh, đây là dũng khí từ đâu đến? Hắn hừ một tiếng, thu liếm một ít lực lượng, miễn cho đánh chết Lăng Hàn. Một ngày không có định tội, Lăng Hàn là đệ tử hạt giống của lẫm thiên tông, hắn cũng chỉ có thể mời trở lại chờ phán xét, nếu đánh tàn phế thậm chí đánh chết lăng hàn, vậy hắn phải bỏ ra cái giá tương ứng. Một quyền đánh vào bàn tay, nhất thời dương lên một làn sóng xung kích cường đại, thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch, núi đá bốn phía nhất tề bị chấn vỡ. Vô tứ lộ ra biểu tình không thể tin tưởng, một quyền của lăng hàn cư nhiên chặn được mình. Này, 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 cực cảnh đỉnh phong, người cư nhiên tu đến cực cảnh đỉnh phong. Hắn chấn kinh đến không cách nào hình dung. Cực cảnh là lĩnh vực thuộc về vương giả, nhưng dù như vậy, cũng không phải mỗi một vương giả đều có thể tu cực cảnh đến đỉnh phong. Bởi vì đây là cực cảnh, ở trong hoàn cảnh này, mỗi tiến lên một bước đều vô cùng gian nan. Lăng Hàn mới bao lớn, liền tu đến cực cảnh đỉnh phong. Hơn nữa, cực cảnh đỉnh phong ý nghĩa lực lượng có thể nhảy qua một đại cảnh giới. Hiện tại tiểu tử này tương đương với Nhật Nguyệt cảnh tiểu cực vị sơ kỳ, mà hắn mặc dù là tiểu cực vị hậu kỳ, nhưng bởi vì sợ đập chết Lăng Hàn, thu liếm một ít lực lượng, dẫn đến lực lượng song phương thành không sai biệt lắm. Ha ha, chút lòng thành, không cần sùng bái ta như thế. Lăng Hàn cười nói, chương 1264, thất bại. hà ha, Hanh, coi như cực cảnh đỉnh phong thì như thế nào, cũng bất quá tương đương với tiểu cực vị sơ kỳ, ta vẫn có thể dễ dàng trấn áp. Vua Tứ nói, như vậy cũng tốt, hắn có thể dùng toàn lực, không cần lo lắng sẽ thất thủ giết chết Lăng Hàn, tự kéo mình xuống hố. Hắn giật động nhật nguyệt lực, cả người thần văn nỡ rộ, chiến lực toàn bộ khai hỏa. Tiểu tử, ngày hôm nay ta liền để ngươi biết, Sơn Hà Cảnh cùng Nhật Nguyệt Cảnh tranh lệch không chỉ lực lượng, còn có nắm giữ với thiên địa đại đạo. Oanh, hắn đánh tới một quyền, thần văn đan vào, tạo thành uy năng cường đại. Lăng Hàn đón đỡ, nhưng bị đánh bay, cả người phun máu. Hắn nhe răng bò dậy, đối phương nói không sai, Nhật Nguyệt Cảnh mạnh hơn Sơn Hà Cảnh không chỉ là lực lượng, còn có nắm giữ ở trên thiên địa quy tắc. Hắn tu đến cực cảnh đỉnh phong, trên lý thuyết chỉ yếu hơn đối phương hai tinh, nhưng cộng thêm thiên địa quy tắc, vậy chênh lệch này không phải là lớn bình thường. Vì sao nói lực lượng thập tinh có thể địch Nhật Nguyệt cảnh tiểu cực vị sơ kỳ, đó là bởi vì Nhật Nguyệt cảnh như vậy vừa mới vừa bước lĩnh vực mới, lĩnh ngộ quy tắc tương đương với cực cảnh đỉnh phong. Ngoan ngoãn theo ta trở về trong tông thẩm vấn đi. Phù tứ xuất thủ lần nữa, miệng mở rộng, phun ra một con đại điều màu đỏ, vỗ cánh bay tới chỗ lang hàn. Này là một con cự cầm, hai cánh mở rộng chừng trăm trượng. Cả người hiện đầy thần văn, này hoàn toàn là do thiên địa quy tắc ngưng tụ thành công kích. Lăng hàn không có đón đỡ, hắn đã thử qua, chiến lược của đối phương đúng là trên hắn, liều mạng là tự tìm phiền phức. Hắn triển khai du đấu, triển khai trích tinh bộ, tuy không có cực tốc nữa, nhưng phiêu hồ bất định, để vô tứ không thể tập trung hắn, công kích càng không có khả năng phát huy ra uy lực đáng có. Vô tứ ngược lại cũng không vội, trừ thiên sầu hẳn là rất nhanh thì có thể chạy tới, đối phương chính là tiểu cực vị đỉnh phong đừng nói cùng hắn liên thủ, dù một người cũng có thể bắt lại Lăng Hàn. Hắn chỉ cần cuốn lấy Lăng Hàn, không cho đối phương đi đấu giá hội là được, tin tưởng bảo vật như thiên nguyên chân dịch Lăng Hàn không có khả năng trước giờ giao cho mặc thị thương hành, ai có thể yên tâm chứ. Quả nhiên, chỉ một lúc sau, chư thiên sầu liền chạy tới, hắn bạo phát tốc độ quả thực không mau bằng Lăng Hàn, nhưng thắng ở trường lực kéo dài, bởi vậy chỉ chậm hơn Lăng Hàn một lúc liền chạy tới. Ha ha ha, nhìn ngươi đi hướng nào, chư thiên sầu có chút đỏ mặt, đường đường cường giả nhật nguyệt cảnh cư nhiên để một sơn hà cảnh bỏ ở phía sau, thực sự là mất mặt. Lăng Hàn cười ha hả nói, tốt, ta theo các người trở về tông môn, chư thiên sầu cùng vô tứ nhất thời có loại cảm giác khó chịu như một quyền đánh không, bọn họ vốn có ý hành hạ Lăng Hàn một chút, nhưng thật không ngờ Lăng Hàn cư nhiên dứt khoát như vậy. Bất quá, đương nhiên Lăng Hàn không thể đi vào thôn chấn, vậy dĩ nhiên không có khả năng giao thiên nguyên chân dịch cho mặc thị thương hành, bọn họ coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Đi thôi, Hai người đều âm trầm nói, Lăng Hàn không hề có vẻ mất mát, để hai người vô tứ đều không giải thích được, bởi vì kế hoạch của Lăng Hàn hiển nhiên thất bại, vì sao còn có thể thong dong như vậy. Nhìn không thấu, ba người đi tới ngọn núi cao nhất, hai cường giả Nhật Nguyệt cảnh một trước một sau kẹp Lăng Hàn ở giữa, nguyên lực ngưng mà không phát, tùy thời có thể bộc phát ra một kích mạnh nhất, để ngừa bị Lăng Hàn chạy trốn. Lăng Hàn lại căn bản không có dự định chạy trốn, hắn cười nói: "Các ngươi có phải đang suy nghĩ Ta rõ ràng không có thể giao Thiên Nguyên Chân Dịch cho mặc thị Thương Hành, triệt đề thất bại, vì sao còn bình tĩnh thong dong như vậy phải không? Trong lòng Vô Tứ cùng chư thiên sầu đều kinh hãi, đây đúng là nghi hoặc bọn họ không giải thích được, nhưng từ trong miệng Lang Hàn nói ra, lại cho bọn hắn một loại cảm giác thập phần quái dị. "Hanh, đã biết mình thất bại, liền ngoan ngoãn giao Thiên Nguyên Chân Dịch ra đây, phải biết rằng, lấy thực lực của ngươi căn bản không thủ được nhiều thần dịch như vậy." Vô Tứ lãnh đạm nói, Lang Hàn mỉm cười nói, "Ha ha." ta biết, các người nhét bằng hiếu, đồ đệ của ta vào trong giám thị, nhưng trên thực tế, ta chỉ là một mồi câu, hiện tại ta vừa xuất hiện, toàn bộ các người đuổi theo ta. Ha ha, đồ nhi của ta đã giao vật cho mặc thị thương hành rồi. Cái gì, chư thiên sầu cùng với vũ tứ đều thiếu chút nữa nhảy lên, lăng hàn cư nhiên chỉ là một mồi câu. Tại sao muốn đối phó lăng hàn, mặc dù đối phương không vâng lời cốc hoang, điều này cũng không đến nổi để cho cốc môn hao khí lực lớn như vậy đi đối phó, trọng yếu nhất vẫn là vì bốn do thiên nguyên chân dịch. Nhưng bây giờ thì sao, thiên nguyên chân dịch cư nhiên giao cho mặc thị thương hành đấu giá. Như vậy, cho dù bắt lại lăng hàn thì như thế nào? Bị âm thảm, chớ một bộ như ăn phải con ruồi như vậy, phải biết thiên nguyên chân dịch vốn chính là của ta, các người gấp thay đồ của ta, a à, a à, ta có nên cảm ơn các người không? Lăng hàn cười nói, trong giọng nói tràn đầy nhạo báng. Trước khi hắn bế quan liền giao thiên nguyên chân dịch cho Đinh Bình, mà hắn cũng đoán chính xác cốc môn nhất định sẽ dám thị người bên cạnh hắn vì vậy lấy thân làm mồi ở hôm nay hấp dẫn tất cả mọi người tới cái này rất bình thường chính chủ xuất hiện không phải hẳn là nên bắt chính chủ sao ngươi nói láo chư thiên sầu quá to hắn đã ở trong tay lăng hàn ăn một lần thua thiệt nếu lại bị lăng hàn âm một lần vậy hắn thật là khó có thể ngẩng đầu lên làm người đúng ngươi nhất định là muốn dụ chúng ta trở về trấn sau đó nhân cơ hội chạy trốn vua tứ cũng nói như vậy Lăng Hàn nhún vai nói, à à, chỉ có người thất bại mới có thể cố chấp cho là mình không thất bại. Tốt lắm, đi nhanh đi, trận nháo kịch này cũng hẳn nên thu tràng, ta cũng không muốn cõng một tội danh không biết, dù chẳng qua là hiểm nghi. Chư Thiên Sầu cùng vô tứ ánh mắt giao nhau, bây giờ lần nữa trở về mặc thị thương hành cũng đã chậm, chỉ có áp giải Lăng Hàn trở về, ít nhất chuyện này bọn họ hoàn thành. Một hồi sau, bọn họ đi tới chủ phong Bạch Ngọc Điện. Bạch Ngọc vô hạ, đây là địa phương Tông Môn Thẩm Vấn Người là đen hay trắng, thẩm xong tự minh bạch. Biết được lang hàn quy án, nhất thời có mấy cường giả chạy tới, bọn họ là quan chủ thẩm. Chương 1265, cứng cỏi mà nói. Tổng cộng có 5 người, tu vi đều là Nhật Nguyệt cảnh đỉnh phong. Cường giả tinh thần cảnh tự nhiên sẽ không tự mình đến thẩm vấn một sơn hà cảnh nho nhỏ, người nào rãnh rỗi như vậy. Ngay cả tinh thần cảnh cũng như thế, vậy hằng hà cảnh càng không cần nói, tam nguyên thượng nhân cơ hồ cả năm đều tu luyện, ít có thời điểm xuất quan bất quá, nhật nguyệt cảnh đỉnh phong còn chưa đủ sao. Trừ một vị hằng hà cảnh, 24 vị cường giả tinh thần cảnh, đây chính là lực lượng mạnh nhất, thả vào toàn bộ tinh hệ, đây cũng là lực lượng không thể coi thường. Hàn Lâm, thấy bọn ta, còn không mau quỳ xuống. Một tên quan chủ thẩm quát to, hắn gọi trầm quát, năm tên quan chủ thẩm lấy hắn cầm đầu, cư nhiên ngồi ở trung tâm. Lăng Hàn nhàn nhạt nói, đệ tử không có xúc phạm quy tắc tông môn gì, có tội gì có thể nói. Hơn nữa, ta là đệ tử hạt giống cũng không cần quỳ lại mấy vị đại nhân đi a à, a à, ra mắt mấy vị đại nhân nha hắn ôm quyền hướng năm người gật đầu ý bảo coi như là qua cái lễ thật cuồng một quan chủ thẩm khác tên mã khái nói ánh mắt của hắn rất nhỏ có một loại âm nhu người trẻ tuổi mới có chút quang thải mà thôi cứng quá dễ gãy người ngung cuồng cho tới bây giờ đều không có kết quả tốt nga đại nhân là đang nói dương hạo sao lang hàn cười nói người này quả thật đủ cuồng Rõ ràng là Nhật Nguyệt cảnh, lại công khai xuất thủ với Sơn Hà cảnh, không nhìn tông quy, náo loạn xong cư nhiên cũng không có bị trừng phạt, thật không có thiên lý a. À. Phốc, năm quan chủ thẩm thiếu chút nữa tức điên, người con mẹ nó thật đúng là biết kéo. Dương Hạo quả thật rất cuồng, nhưng người ta chính là siêu cấp thiên tài triệu năm mới ra một cái, có thể được Tam Nguyên thượng nhân thu làm môn đồ, người ta có vốn liếng cuồng ngạo a. À. Hơn nữa, Dương Hạo cuối cùng còn không phải bị đánh rất thảm. Ngay cả tinh khí cũng bị đánh ra, ít nhất phải dưỡng thương mấy trăm năm sao? Mặc dù mấy trăm năm đối với thần linh mà nói không lâu lắm, nhưng cũng không tính là nhỏ a, à. thật đến thời điểm thọ nguyên khô cạn, đừng nói mấy trăm năm, dù mấy canh giờ cũng vô cùng chân quý. Dương hảo ăn thua thiệt lớn như vậy cũng không có kêu, người còn ở chỗ này nói không sợ gió lớn đau đầu lưỡi, cái này còn có thiên lý sao? Hàn Lâm, không nên bị chuyện nói xấu hắn ở đây. Trầm quát nặng nề tằng hắng một cái lần này là thẩm vấn lăng hàn có tội hay không kéo đến trên đầu người khác làm gì hắn lãnh đạm nói ngươi có biết tội của ngươi không biết tội gì lăng hàn cười hỏi ngược lại ngươi ở hoàng tuyền bí cảnh tàn sát đám người thì minh của cốc môn đoạt thiên nguyên chân dịch của bọn họ trầm quát xâm nhiên nói còn vận dụng khí thế của nhật nguyệt cảnh chèn ép về phía lăng hàn đáng tiếc chính là thần hồn của lăng hàn được bất diệt thiên kinh rèn luyện vững chắc bền bỉ hơn nữa còn luyện hóa tinh nguyên của một tên ma chủ lưu lại muốn áp chế tâm linh của hắn vậy ít nhất cũng phải là sáng thế cảnh nhật nguyệt cảnh không đủ nhìn lang hàn lãnh ngạo nói cái gì tốt môn xú môn chưa từng thấy qua càng không có nghe nói qua nói xạo mã khái hừ một tiếng nếu không phải trong lòng ngươi có quỷ vì sao mất tích mấy tháng làm sao cũng không tìm được ngươi đại nhân thật biết nói đùa võ giả bế quan tu luyện không phải là chuyện rất bình thường sao lang hàn cười nói chẳng lẽ thời điểm đại nhân bế quan sẽ còn báo cáo tông môn. Mã khái nhất thời thất thanh, đệ tử tông môn dĩ nhiên có thể tùy thời bế quan, chẳng qua là thời gian ngươi bế quan cũng quá đúng dịp, thấy thế nào cũng là sợ tội lẻn trốn a. À. Trầm quát khoát tay áo một cái nói, hôm nay chính là công thẩm, người rốt cuộc là có tội hay vô tội còn phải thẩm tra, cho nên bây giờ ngươi còn không có thượng hình, tông môn tuyệt sẽ không để ngươi bị vụ oan giá họa, nhưng cũng sẽ không để cho phạm nhân chân chính lừa dối vượt qua kiểm tra. Đại nhân công chính, Lăng Hàn cười nói, nhưng trong giọng nói dĩ nhiên là một triệu cái không tin trầm quát thật muốn xuất thủ đập chết người này nhưng nghĩ tới thân phận của đối phương chỉ có thể cố nén hơn nữa nếu không phải lăng hàn là từ tiểu thế giới tới xuất thân trong sạch bọn họ sao dám đối phó một tên đệ tử hạt giống như vậy đệ tử hạt giống nào không có bối cảnh tinh thần cảnh tình huống như lăng hàn vũ hoàng đinh bình quá đặc thù cư nhiên từ một tiểu thế giới xuất hiện ba tên thiên tài hạt giống hắn bình phục tâm tình nói người tạm thời vô tội nhưng Thiên Nguyên Chân Dịch đến cùng quy phương nào còn là tranh cãi, cho nên ta muốn ngươi trước giao Thiên Nguyên Chân Dịch ra đây, nếu thuộc về ngươi, tự nhiên sẽ trả lại cho ngươi. Nói đến nói đi, vẫn là vì Thiên Nguyên Chân Dịch. Rất bình thường, chỉ bản thân Lăng Hàn sao đáng giá cốc môn động chiến trận như vậy? Lăng Hàn cười ha ha nói, ý của đại nhân là, Thiên Nguyên Chân Dịch là cái hỏng môn gì kia đoạt được? A à a, à, đại nhân thật biết nói giỡn, một đám tôm tép nhãi nhép như vậy, làm sao có thể cướp được Thiên Nguyên Chân Dịch? huống chi còn là bốn giọt. Đúng rồi, nghe nói năm đó Dương Hảo cũng cướp được hai giọt, nếu như bốn giọt này là cái hỏng môn gì kia đoạt được, đây chẳng phải là nói còn lợi hại hơn Dương Hảo sao. Tôm tép nhãi nhép, khóe miệng năm người trầm quát đều có quắp, thật ra bọn họ đều là người của cốc môn, mặc dù Lăng Hàn không có chỉ mặt gọi tên, cũng mắng hết thảy bọn họ vào A. Một sơn hà cảnh nho nhỏ, lại cơ hồ chỉ lỗ mũi mắng cốc môn bọn hắn là tôm tép nhãi nhép, điều này để cho bọn họ làm sao chịu nổi. Tên điêu ngoa này, Lăng Hàn phất tay, cười nói, thành thật mà nói, thiên nguyên chân dịch ta đã giao cho hiệu buôn mặc thị đấu giá, nên các ngươi không cần nghĩ nữa, không tin mà nói, có thể đi hỏi thăm một chút. Ân, lấy ta lý giải đối với các ngươi, tin tưởng hẳn là sớm đã có người ở phòng đấu giá, hiện tại hẳn là trở về bẩm báo rồi. Mau cha đi, tuy thanh giả tự thanh, nhưng luôn bị người tát nước bẩn, ta cũng rất khó chịu. Sắc mặt năm người trầm quát, mã khái đều âm trầm, tiểu tử này thật cho là mình tới làm khách sao, cũng quá thông dòng tính táo đi. Chỉ là, nếu như đối phương nói thật, vậy thì thảm. Bọn họ nhìn chư thiên sầu cùng vô tứ, hai người này nhất thời đổ mồ hôi lạnh, nếu thiếu chủ không thể đạt được thiên nguyên chân dịch mà nói, bọn họ nhất định sẽ trách nhiệm gánh chịu cực lớn. chương 1266, độc thủ hiện. Nghĩ đến thủ đoạn của cốc hoang, sắc mặt hai người đều trắng bệch, như sinh bệnh nặng. Hàn lâm, người thật lớn mật, trầm quát lạnh lùng nói. Thiên Nguyên chân dịch thuộc về ai còn có tranh luận, ngươi lại tự mình lấy bán, trong mắt ngươi còn có tông môn sao?" Lang Hàn cười nói, "Đừng nói phế thoại nữa, Thiên Nguyên chân dịch là của ta, nói đến trời cũng như thế, không tin các ngươi có thể để tất cả sơn hà cảnh trong tông đến vây công ta, xem ta một người có đả đảo tất cả bọn họ hay không." Loại nói xấu không có kỹ thuật hàm lượng này thực không có ý nghĩa, nói đám người thì minh đi. "Các ngươi nói ta giết bọn họ, có nhân chứng vật chứng không, hẳn không phải là mấy người bọn hắn báo mộng cho các ngươi chứ?" Phốc, đám đệ tử bình thường duy trì trật tự ở bên ngoài nhất thời bật cười, bất quá, ngày hôm nay cũng không phải công thầm, bởi vậy bọn họ cũng dỗi rãnh, bốn phía cũng không có người vây xem. Trầm quát mặt trầm như nước, hắn chưa từng nghĩ tới, một ngày kia sẽ bị một sơn hà cảnh làm thiếu chút nữa tức chết. Này ngấm lại cũng là sự tình không có khả năng, sơn hà cảnh nào dám tranh luận với nhật nguyệt cảnh. Hơn nữa, dù tranh luận thì đã có sao, đập chết là được, sơn hà cảnh còn có thể lật trời sao nhưng tình huống hiện nay, hắn thật đúng là không thể xuất thủ. Thứ nhất, hắn còn không biết thiên nguyên chân dịch có thật bị cầm đấu giá hay không, nếu như bị lăng hàn giấu đi, mà hắn lại đập chết lăng hàn, vậy hắn chờ bị cốc hoang chỉnh chết đi. Thứ hai, lăng hàn chính là đệ tử hạt giống, cái thân phận này một ngày không tước, vậy thì không phải là hắn có thể động thủ giết được. Bởi vậy, chỉ có thể nhịn mà không thể xả giận, trầm quát tự nhiên nổi giận. Thình thịch, đúng lúc này, đại môn đột bị đẩy ra, chắc là bị đá văng ra, có thể thấy đại môn mở ra, phía sau có một người duy trì tư thế ra chân. Này là một người trẻ tuổi, vóc dáng thon dài, dáng dấp anh Tuấn, nhưng hắn phát ra khí tức cũng cường đại vô cùng, để rất nhiều người ở đây đều ngừng hô hấp, như bị người bóp cổ, vô cùng khó chịu. Bái kiến thiếu chủ, chỉ thấy bọn người trầm quát lập tức đứng lên, cung kính hành lễ, mà đệ tử Sơn Hà Cảnh thì quỳ trên đất. Người này là Cốc Hoang, lang Hàn xoay người lại, nhìn đối thủ còn không có gặp mặt, hắn muốn nhớ rõ dáng dấp của đối phương, sau đó lúc giết người sẽ không chém sai mục tiêu sắc mặt của cốc hoang không quá tốt hắn bước vào điện phủ hừ lạnh nói đám phế vật các ngươi rốt cuộc là làm việc thế nào bản thiếu đạt được bẩm báo đã có một giọt thiên nguyên chân dịch bán đấu giá ra xuất hiện một giọt nói rõ ba giọt còn lại khẳng định đã ở hiệu buôn mặc thị bọn người trầm quát câm như hến tuy bọn họ đều là cường giả nhật nguyệt cảnh nhưng ở trước mặt cốc hoang đều như con chi chi không có biện pháp thực lực của người ta không yếu hơn bọn hắn địa vị lại cao hơn một mảng lớn còn có một lão tử là tinh thần cảnh đỉnh phong ai chọc nổi hơn nữa bọn họ đều là người của cốc môn sao dám bất kính với thiếu chủ cốc hoang nhìn về phía lăng hàn nói ngươi lập tức chạy đi phòng đấu giá bỏ dở đấu giá nga vì sao lăng hàn cười nói bởi vì đây là mệnh lệnh của bản thiếu cốc hoang ngạo nghễ nói ngốc thiếu lăng hàn suy một tiếng ngươi ngươi dám mắng ta Cốc hoang cả giận nói, lang hàn nhún vai nói, nếu ngươi không phải ngốc hiếu mà nói, cần gì phải hỏi lại như thế. Cốc hoang nhất thời nổi trận lôi đình, chưa thấy qua có người như vậy, ngay cả mắng chửi người cũng có thể mắng lẽ thẳng khí hùng như thế. Hắn hừ một tiếng nói, vào hình đường còn dám lớn lối như vậy, thực sự là hiếm thấy. Bất quá, ngươi đừng quên đây là địa phương nào, cha A à, nên làm gì thì làm cái đó. Đám người trầm quát hai mặt nhìn nhau, bọn họ vốn đang cha, là ngươi đột nhiên tới, cắt đứt thẩm vấn, lại còn trách bọn họ. Nhưng bọn họ dám oán giận sao? Bọn họ cũng không phải lăng hàn. Hàn lâm, ngày hôm nay mặc cho ngươi khẩu chán hoa sen, cũng khó chạy trốn chính nghĩa nghiêm phạt. Trầm quát quay về chủ vị, chợt vỗ bàn nói. Truyền nhân chứng, chỉ một hồi, hậu điện liền có mấy người đi ra, đều là đệ tử trẻ tuổi Sơn Hà Cảnh. Mấy người các ngươi, có từng gặp qua hàn lâm hành hung, giết đám người thì minh cô. Trầm quát hỏi, có, đại nhân, vài tên đệ tử sơn hạ cảnh cung kính gật đầu hàn lâm ngươi nói như thế nào trầm quát nhìn về phía lăng hàn lăng hàn cười ha ha nhìn một người trong đó nói vậy ta hỏi ngươi ta dùng chiêu thuật vũ khí gì giết thì minh ách người bị hỏi không khỏi cứng lại trong kịch bản không có cái này a à? làm sao thấy ta giết người nhưng ngay cả ta giết thế nào cũng không biết lăng hàn cười nói ngươi là nhãn thần gì a à? trước đừng trả lời lăng hàn khoát tay chặn lại lại nhìn những người khác nói. Các ngươi đều thấy ta giết người, vậy đồng thời nói đi, ta dùng vũ khí gì giết thì minh. Đừng nóng vội, ta đếm 1, 2, 3, các ngươi đồng thời trả lời. 1, 2, được rồi, trầm quát chợt hét lớn một tiếng. Hàn Lâm, ngươi muốn nháo tới khi nào? lang Hàn kinh ngạc nói, ta đây không phải là tự chứng minh thuần khiết sao. Hơn nữa, đây là một vấn đề rất đơn giản không phải sao, thấy ta giết người, ta hỏi bọn họ ta dùng hung khí gì, đây không phải sự tình rất hợp lý sao? Hanh, người đây là đang uy hiếp nhân chứng. Trầm quát lạnh lùng nói, ha ha, ở trước mặt mấy vị nhật nguyệt cảnh đại nhân, ta làm sao dám uy hiếp nhân chứng, cũng không có thực lực này. Lăng Hàn thản nhiên nói, ta cái gì cũng không nói, như vậy mấy vị đại nhân mới hài lòng. Ha ha, quả nhiên là người khéo mồm khéo miệng, trong tiếng cười dài, ngoài cửa lại xuất hiện một người. Không hợp, là hai người, một trước một sau. Đứng ở phía trước đồng dạng là thanh niên anh Tuấn, dung mạo không kém cốc hoang, mà thực lực chỉ sợ cũng không thấp, đồng dạng tán phát ra khí tức để người hít thở không thông. Người này Lăng Hàn không biết, bất quá khi Lăng Hàn thấy người phía sau là cơ vân chi, hắn có thể đoán ra thân phận người này. Hoa môn thiếu chủ, hoa dương văn, hoa dương văn, người tới làm gì? Cốc hoang lập tức hừ nói, ha ha, ở đây cũng không phải nhà ngươi mở, dựa vào cái gì bản thiếu không thể tới. Hoa Dương Văn tự nhiên sẽ không để ý tới cốc hoang, mọi người đều là hậu đại của đệ tử Hằng Hà Cảnh, cũng là thiếu chủ một phe phái, địa vị tương đương, cảnh giới tương đương, thực lực cũng tương đương. chương 1267, rắn chuột một ổ. Cốc hoang nhìn đối phương, hiện tại đã không lấy được thiên nguyên chân dịch, hắn tự nhiên phẫn hận, muốn bắt Lang Hàn khai đao, lúc này không muốn nhất chính là có người ra can thiệp, bảo vệ Lăng Hàn. Không cần khẩn trương, bản thiếu không có đến bảo vệ người này. Hoa Dương Văn chỉ chỉ Lăng Hàn, trong ánh mắt lóe lên một đạo sát khí. Cốc Hoang nhất thời bừng tỉnh, trước Hoa Môn thay Lăng Hàn xuất đầu, hiển nhiên là cùng Lăng Hàn đạt thành giao dịch, mà thẻ đánh bạc 8 phần 10 là Thiên Nguyên chân dịch, bằng không Hoa Dương Văn sao sẽ tích cực như vậy. Nhưng sau đó Hoa Môn lại đột nhiên hành quân lặng lẽ, chắc là giao dịch với Lăng Hàn bất thành, bỏ qua người này. Suy nghĩ một chút, lúc xếp Lăng Hàn vào danh sách thẩm vấn, Hoa Môn không những không có ngăn cản, trái lại còn ra lực. Từ đây có thể suy đoán Kỳ thực hoa môn cũng rất muốn bắt Lăng Hàn, chỉ là bọn hắn núp ở chỗ tối mà thôi. Muốn thẩm vấn một đệ tử hạt giống, phải được 24 vị cường giả tinh thần cảnh đồng thuận quá nửa. Bởi vậy, nếu hoa môn thật muốn bảo vệ Lăng Hàn mà nói, hoàn toàn có thể làm được không để cho Lăng Hàn tiến vào Bạch Ngọc Điện. Dĩ nhiên, bọn họ nhất định phải bỏ một ít trả giá. Mọi người đều muốn cướp giật thiên nguyên chân dịch trong tay Lăng Hàn, chỉ là cốc môn nhảy vui vẻ nhất, trở thành người tích cực dẫn đầu nếu cốc hoang thật lấy được bốn do thiên nguyên chân dịch, hoa môn, hồ môn, sẽ không ngồi xem, nhất định sẽ nhảy ra chia một chén súp. Không có biện pháp, lăng hàn dễ khi dễ sao, bất quá, không phải đến bảo vệ lăng hàn là tốt rồi. Cốc hoang gật đầu nói, đương nhiên nhân chứng vật chứng đều có, vậy còn không mau tuyên án, lột thân phận đệ tử hạt giống của người này. Hoa dương văn cười nhàn nhạt, nhạt, sơn hà cảnh nho nhỏ này lại dám cự tuyệt mình, thực sự là ngu xuẩn, hiện tại hắn chính là đến xem Lăng Hàn bị khổ, nhìn đối phương hối hận. Lăng Hàn mắt lạnh nhìn, một ổ này tất cả đều là rắn chuột, mặc hắn tự biện làm sao cũng vô dụng, hắn có thể làm, là châm chọc đám người này vài câu, nhưng trung quy khó sửa được kết quả cuối cùng. Trừ khi có nhân vật cường thế xuất đầu, nhưng khả năng như vậy quá nhỏ. Khái, trầm quát có chút xấu hổ, hắn chính là quan chủ thẩm, lại bị cốc hoang coi như chó chỉ huy, hắn nghiêm mặt, giả vờ nghiêm túc nói. Hàn Lâm, người tàn sát đồng môn, chứng cứ vô cùng xác thực, ta tuyên bố, từ giờ khác này, tước đoạt thân phận đệ tử hạt giống của ngươi, từ đây không còn là đệ tử của lẫm thiên tông nữa. Ba, hắn nặng nề vỗ bàn một cái, ngươi tàn sát đồng tông, này là tội lớn, dựa theo bổn tông. Ha 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 ha, trầm quát đang định tuyên bố nghiêm phạt lăng hàn, nhưng không ngờ cốc hoang cười ha hả cắt đứt hắn nói, làm hắn chỉ có thể lúng túng ngậm miệng lại. Hàn lâm, hiện tại có hối hận chưa? Cốc hoang lạnh lùng nói, ngươi một sơn hà cảnh nho nhỏ, lại từ tiểu thế giới đến, lại dám đối kháng bản thiếu. Ngươi xứng sao, ngươi có tư cách như vậy sao? Hiện tại, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, quỳ xuống, cầu xin tha thứ, nói không chừng bản thiếu sẽ mở một mặt lưới, lưu ngươi một con đường sống. Lăng Hàn lắc đầu nói, cốc hoang, ngươi thật đúng là không để cho ta thất vọng, quả nhiên là người thiên tính lương bạc. Ngươi không phải nói ta giết thì minh sao, hiện tại dập đầu cầu xin tha thứ là có thể buông tha, này chẳng phải là để người theo ngươi tâm lạnh. Lời vừa nói ra, quả nhiên sắc mặt đám người trầm quát có một biến hóa. Cốc Hoang lại không thèm để ý, hắn thấy, trừ hắn cùng phụ thân ra, những người khác đều là chó săn vì hắn cống hiến sức lực mà thôi. Không nghe lời giết là được, trên đời này không thiếu nhất chính là chó săn, cần quan tâm sao? Hắn cười ha ha một tiếng nói, đây là sinh lộ duy nhất của ngươi, làm chó của bản thiếu, bản thiếu tạm tha ngươi một mạng. Ngươi chờ con cháu của ngươi làm đi. Lang Hàn lắc đầu, đời này chỉ có người quỳ ở trước mặt ta, cầu ta tha thứ mà thôi. Thật can đảm, cốc hoang lành lạnh nói, hắn thực không biết lăng hàn lấy dũng khí ở đâu, rõ ràng thân phận đã bị tước đoạt, hoàn toàn chính là thịt cá trên thớt. Lăng hàn đảo qua cốc hoang cùng hoa dương văn nói, ta nhớ kỹ dáng dấp của bọn ngươi, mà các ngươi tốt nhất cũng nhớ kỹ chuyện ngày hôm nay, không quá 10 năm, ta sẽ trở về, đích thân đòi lại sổ sách này. Hắn đã quyết định tiến nhập hắc tháp, sau đó rời lẫm thiên tông. Chỉ cần cho hắn 10 năm, Nói không chừng liền có thể đạt đến tinh thần cảnh, giết trở về báo thù. Hắn cũng không lo lắng đám người Đinh Bình, Thủy Nhạn Ngọc, dù sao đều là đệ tử của Lẫm Thiên Tông, dù đám người Cốc Hoang muốn hạ thủ, vậy cũng phải trước theo dệt tội danh, tỉ như lần này vậy. Nhưng vậy cần thời gian cùng cơ hội, Lăng Hàn sẽ không cho bọn họ cơ hội này. Bởi vì hắn sớm đã nói với đám người Thủy Nhạn Ngọc, ngày hôm nay tất cả mọi người đi hiệu buôn mặc thị hội hợp, nếu sự không thể làm, như vậy liền đồng thời ly khai hắn chỉ thiếu chút nữa liền có thể nhảy vào nhật nguyệt cảnh, cũng nên bước lên con đường tìm kiếm côn bằng cung, thiên phượng thần nữ, mượn cơ hội này ly khai cũng tốt. Mặt khác, hắn đã nhờ hiệu buôn mặc thì tìm kiếm tung tích của côn bằng cung, ngũ tông, chỉ cần có tin tức, hắn liền có thể xuất phát. Ha ha, còn lớn lối như vậy, lại một thanh âm vang lên, chỉ thấy một nam nhân như thiên thần từ cửa đi vào. Dương Hảo, bái, bái kiến Dương Sư Thúc, cốc hoang cùng hoa Dương Văn nhìn nhau một cái, liền cung kính hành lễ với Dương Hạo. Cái gì? Dương Sư Thúc, phải biết Cốc Hoang cùng Hoa Dương Văn đều là Nhật Nguyệt cảnh đỉnh phong, mà Dương Hạo bất quá là đại cực vị, làm sao trái lại thành trưởng bối của hai người này? Trừ khi Dương Sư Thúc ở hôm qua chính thức được sư tổ thu làm đệ tử thứ 10. Cốc Hoang giải thích, hắn tự nhiên cũng phải cần mặt, nếu không truyền ra tin tức hắn thì lễ với một người cảnh giới thấp hơn mình, vậy hắn còn mặt mũi nào nữa? Nhưng đệ tử thứ 10 của Tam Nguyên thượng nhân, cái này hoàn toàn khác nhau. Đừng nhìn hiện tại cảnh giới của Dương Hạo còn rất thấp, nhưng coi như là cường giả tinh thần cảnh thấy hắn cũng phải khách khí. Ngươi không nể mặt Dương Hạo, chẳng lẽ còn có thể không nể mặt Tam Nguyên thượng nhân? Ngươi thấy mình ở trên Dương Hạo mà nói, đó không phải là ngồi ngang hàng với Tam Nguyên thượng nhân sao? Tinh hệ này có ai có tư cách như vậy? Chương 1268 cho chấm phúc thâm. Tất cả mọi người khiếp sợ, tuy trước có tin đồn như vậy, nhưng ai có thể suy đoán được ý đồ của một vị hằng hà cảnh? Hiện tại tin tức xác thực truyền đến, tự nhiên để người khiếp sợ, Dương Hạo quả nhiên thành đệ tử thứ 10. Lần này, địa vị của Dương Hạo nhảy lên vạn trượt sánh vai với tinh thần cảnh. Dương Hạo nhìn Lăng Hàn, mặt trên lộ ra dáng tươi cười nhàn nhạt, nhạt, nhưng ở chỗ sâu trong nhãn thần lại có sát ý cường đại. Hắn xuất thân từ một thế lực lớn của tinh thần cảnh, lại từ nhỏ triển lộ ra thiên phú võ đạo kinh người, tựa như thái dương trên bầu trời, vô luận tới chỗ nào, hắn đều được người tôn sùng là thiên tài. Ở trong gia tộc Hắn được ký thác kỳ vọng cao, ở trong cùng thế hệ, hắn là thiên tài vô địch, người người kính sợ, mà cho dù tới Lẫm Thiên Tông, hắn cũng bại tận Thiên Kiêu, nhất chi độc tú. Hắn là thiên chi kiêu tử, quyết định muốn trở thành nhất phương bá chủ. Nhưng chỉ có ở trên người Lăng Hàn, hắn ăn một cái thiệt lớn. Tuy không phải Lăng Hàn xuất thủ, nhưng hắn lại bị Loạn Tinh Nữ Hoàng thiếu chút nữa đánh chết, thậm chí sinh mệnh tinh khí trôi đi không ít. Cái này vô cùng nhục nhã, ngày khác chắc chắn sẽ đòi lại Loạn Tinh Nữ Hoàng, nhưng bây giờ hắn trước muốn giết chết Lăng Hàn, thu một ít lợi tức. Hàn Lâm, tàn sát đồng môn, này là tội lớn, càng làm người khinh thường. Hắn yên tĩnh nói, ta kiến nghị, cột hắn vào lối vào tông môn, mỗi ngày cắt một miếng thịt, thẳng đến tiên huyết chảy hết, tinh khí khô cạn. Thật ngoan độc a, à, tất cả mọi người là thầm nói, thần linh rất khó chết, chỉ cần không bị đánh trung yếu hại, như vậy gãy tay gãy chân, tiên huyết chảy hết cũng không có việc gì, bởi vì gãy chi có thể phục hồi như cũ, tiên huyết cũng có thể sống lại, nhưng hết thảy đều cần tiêu hao sinh mệnh tinh khí. Sinh mệnh tinh khí nhìn không thấy sờ không được, nhưng xác xác thật thật tồn tại, thậm chí có tà pháp có thể hấp thụ sinh mệnh tinh khí, hóa thành chất dinh dưỡng cho bản thân, có thể kéo dài thọ nguyên, tăng cao tu vi. Dương Hạo đây là muốn lăng trì lăng hàn, để hắn nhận hết thống khổ, cuối cùng hao hết sinh mệnh tinh khí mà chết. Thực sự là thủ đoạn độc ác, Cốc Hoang cùng Hoa Dương Văn đều thầm sinh cảnh giác, sư thúc này là một ngoan nhân, tuyệt đối không thể đắc tội với hắn. Lăng Hàn cười ha ha nói, Dương Hạo, người cũng quá không có tiền đồ, lại còn cần loại phế vật này thay người xuất thủ. Đến đến đến, người áp chế tu vi, chúng ta đánh nhau một trận, xem ta thu thập ngươi như thế nào. Dương Hạo cười lạnh nói, ngươi là ai, cũng xứng giao thủ với ta, đừng nói ca khi dễ ngươi, cùng dai đánh một trận, ta có thể chấp ngươi một tay một chân. Lăng Hàn chắp tay trái ra phía sau, nhoẻn miệng cười. Nếu không, cho ngươi tay phải cũng được, hắn đổi một tay, thật ngông cuồng, thực sự là ngông cuồng dương sư thúc không bằng trước bắt người này thì trọng hình để hắn thành thật một ít cốc hoang đề nghị mặc dù tuổi tác của hắn lớn hơn dương hạo rất nhiều cảnh giới cũng cao hơn một ít nhưng đem tư thái thả rất thấp người tâm cao khí ngạo quen có thể làm được điểm ấy kỳ thực cũng không dễ dàng dương hạo gật đầu nói được bắt hắn nhìn lăng hàn loại tiểu nhân vật này sao có tư cách đấu với hắn thực sự là chê cười trong lòng lăng hàn rét lạnh cuối cùng muốn xung đột vũ trang hắn cũng không sai biệt lắm có thể tiến hắc tháp, ngày khác báo thù này. Hanh, xem ra người còn không có học ngoan, vẫn đang loạn cắn người. Trong một tiếng hừ lạnh, hồ phỉ vân xuất hiện, trên người cũng giật động khí tức vượt qua xa sơn hạ cảnh. Là loạn tinh nữ hoàng, lang hàn nhướng mày, hắn đã sắp xếp xong đường lui, nhưng loạn tinh nữ hoàng nháo như thế, có thể sẽ quấy rầy hắn an bài. Bởi vì, nếu loạn tinh nữ hoàng rơi vào nguy cơ mà nói, hắn còn làm sao an tâm ở trong hắc tháp không nói hắn và loạn tinh nữ hoàng có tình cảm, chỉ nói người ta vì hắn xuất thủ, hắn không biết xấu hổ ngồi xem sao. Đời này Dương Hạo thật đúng là không sợ qua ai, nhưng khi nhìn thấy loạn tinh nữ hoàng, hắn lại lộ ra vẻ sợ hãi. Bị đánh đến không có tinh khí, hắn không để lại bóng ma trong lòng cũng khó khăn. ba Nữ hoàng xuất thủ, một cái tát quất bay Dương Hạo, phốc, cả người Dương Hạo phun ra huyết vụ, tinh khí thần nhất thời hiện ra suy sụp. Bị thương nặng, hoàn hảo, nữ hoàng hạ thủ coi như có chừng mực, nếu không mà nói, một vị tinh thần cảnh xuất thủ, Dương Hạo còn có thể sống sao? Ha ha, các hạ, đây đã là lần thứ hai. Một thanh âm băng lãnh vang lên, ở đây chính là Lẫm Thiên Tông. Hai nhân ảnh đồng thời hiện lên, nhìn qua đều khoảng 50 tuổi, trên mặt có khí thức hỗn độn quấn quanh, thấy không rõ hình dáng, mà phía sau bọn họ, thình lình có bốn viên tinh thần. Phụ thân đại nhân, cốc hoang cùng hoa dương văn đại hỷ, phân biệt nhìn một người kêu lên. Hai gã đệ tử thân truyền của tam nguyên thượng nhân, tứ đệ tử, cốc môn chi chủ cốc phương, lục đệ tử, hoa môn chi chủ hoa vĩnh ninh, đều là cường giả tinh thần cảnh đại viên mãn đỉnh phong. Các hạ, người thật quá mức, hoa vĩnh ninh lãnh đạm nói, nơi này chính là lẫm thiên tông, không phải loạn tinh hoàng triều của ngươi. Các ngươi muốn ngăn trở chẫm, loạn tinh nữ hoàng nhàn nhạt nói, nhưng trong giọng nói mang theo khí phách vô thượng. Nói đến khí thế, ai có thể so sánh với đế hoàng? Huống chi hoa vĩnh ninh, cốc phương ngay cả đứng đầu một tông cũng không phải, mọi người cảnh giới tương đồng, nhưng nói đến khí phách, loạn tinh nữ hoàng nghiền ép mấy người bọn hắn một tinh cầu. Lăng Hàn mở miệng nói, bệ hạ, đây là sự tình của ta, xin không nên nhúng tay. Hắn dùng sức nháy mắt với loạn tinh nữ hoàng, người cũng không phải không biết ta có không gian thần khí, ai có thể tổn thương được nam nhân của ngươi. Loạn tinh nữ hoàng nhìn ở trong mắt, nhưng thản nhiên nói. Hắn là người của chấm, nghe nói các người muốn tra hắn, chấm chỉ là đến bảng quan một chút mà thôi. Bàng quan muội muội ngươi a, à, bàng quan sẽ làm Dương Hạo cả người phun máu, lại bị đánh rất một ít sinh mệnh tinh khí. Nhưng một vị cường giả tinh thần cảnh muốn đổi trắng thay đen, người còn thật không có cách nào. Trừ khi đấu võ, Hoa Vĩnh Ninh cùng Cốc Phương đều lộ ra vẻ kiên kỵ, đối diện chính là một vị nữ đế, tuyệt đối không thể khinh thường. Bất quá, bọn họ cũng chỉ kiên kỵ mà thôi, dù sao bọn họ nhận định đây chỉ là một đạo thần thức lạc ấn của loạn tinh nữ hoàng, mạnh có hạn. Hảo, các hạ muốn bàng quan, vậy liền bàng quan đi. chương 1269, Thượng Nhân Hiện. Hai cường giả hoa, cốc đứng chắp tay, có bọn họ nhìn tròng chọc loạn tinh nữ hoàng, đối phương không có khả năng lật trời. Dương Hạo chậm rãi bảo dậy, nhãn thần phun hỏa, con mẹ nó, ta sát, bị đánh không, còn không cha, loạn tinh nữ hoàng nhìn trầm quát, trong con người có nhật nguyệt tinh thần dũng động, khí thế cường đại kinh người, làm trầm quát thiếu chút nữa thổ huyết. Ra mặt hắn co quắp, còn cha cái rắm, không phải đã cướp đoạt thân phận đệ tử hạt giống của Lăng Hàn, đuổi ra tông môn sao? Hắn suy nghĩ một chút, không thể làm gì khác hơn là nhắc lại phán quyết một lần. Ba, hắn vừa nói xong, lại bị loạn tinh nữ hoàng đánh bay ra ngoài, chỉ cảm thấy khớp xương cả người gãy lìa, đúng là không bỏ dậy nổi. Chấm không tiếp thu kết quả này, phúc thầm, loạn tinh nữ hoàng vô cùng khí phách nói, các hạ, người thật quá mức, hoa vĩnh ninh cùng cốc phương cuối cùng không thể nhịn nữa, người thật cho rằng đây là loạn tinh hoàng triều của ngươi sao ha ha, tiểu cô nương, lần đầu ở chỗ bản tòa quát tháo, bản tòa không chấp nhặt với ngươi, nhưng có một không có hai, ngươi vừa đánh, chính là đệ tử của bản tòa. Một thanh âm cường đại vang lên, làm mỗi người đều run sợ. Đây là một loại trình tự sinh mệnh áp chế, tam nguyên thượng nhân, ai có thể nghĩ tới, chỉ là thẩm vấn một sơn hà cảnh nho nhỏ, cuối cùng lại để cường giả hàng hà cảnh ra mặt. Loạn tinh nữ hoàng cũng không khỏi biến sắc, nàng rất mạnh, nhưng còn không có tu đến tinh thần cực cảnh, sao có thể là đối thủ của hằng hà cảnh. Nhưng nàng cũng không yếu khí thế nói, tiền bối, trời đất bao la, không hơn được một chữ lý A. Đám người này rắn chuột một ổ, theo dệt tội danh, chấm nhìn không được. Ha ha, sự tình của lẫm thiên tông, còn chưa tới phiên tiểu cô nương ngươi tới hỏi. Thanh âm của tam nguyên thượng nhân vang động, nhưng người lại chưa hiện. Bản tọa chỉ hỏi ngươi, vì sao đã thương đệ tử của bản tọa. Dương Hạo cười lạnh, trên người hắn có một tấm thần niệm phù do tam nguyên thượng nhân ban tặng, chỉ cần rót thần thức vào là có thể bắt được liên lạc với tam nguyên thượng nhân đâm thọc tiêu dệt chuyện a này cũng có thể nhìn ra tam nguyên thượng nhân sủng ái tân đồ bao nhiêu có thể được hắn coi trọng như vậy tinh thần cảnh thì như thế nào ở trước mặt hằng hà cảnh chỉ là đống cặn bả mà thôi đánh hắn hơn nữa còn hai lần hanh không ai có thể không trả giá thật lớn loạn tinh nữ hoàng liếc mị nhãn nói tiền bối là muốn ỉ lớn hiếp nhỏ tiểu nữ oa đừng nghĩ dùng lời nói gài bản tọa Tam Nguyên Thượng Nhân nói, ngươi quỳ xuống, bồi tội đệ tử của ta, bản tỏa có thể tha cho ngươi một lần. Đây thật là thiên đại nhục nhã, để một tinh thần cảnh dập đầu bồi tội một nhật nguyệt cảnh, đừng nói loạn tinh nữ hoàng còn là nhất phương bá chủ, ngay cả tinh thần cảnh phổ thông cũng không có khả năng nhịn được. Loạn tinh nữ hoàng biến sắc, nàng thật không ngờ Tam Nguyên Thượng Nhân bao che khuyết điểm như vậy, này còn giảng đạo lý sao? Bất quá chân lý vốn là nắm giữ ở trong tay cường giả, người yếu chỉ có nhẫn nhục chịu đựng. Hắc, Hắc, loạn tinh nữ hoàng cười lạnh, chín đại phân thân của nàng chỉ kém một chút là có thể đạt đến tinh thần cảnh, mà có kinh nghiệm từng trải cùng với tài nguyên to lớn của nàng duy trì, hồ phỉ vân tối đa chỉ cần trăm năm là có thể đạt đến tinh thần cảnh. Đến lúc đó nàng có thể tiến lên tinh thần cực cảnh, về sau đột phá hằng hà cảnh. Vương giả ở từng cảnh giới đều tu đến hoàn mỹ như nàng, một khi nhảy vào đại cảnh giới liền có lục tinh lực lược, đủ để đánh với tam nguyên thượng nhân một trận. Từ các mặt tình báo, Tam Nguyên thượng nhân chắc là hằng hà cảnh tiểu cực vị hậu kỳ. Thế nhưng, hiện tại không được, xa xa không được. Tiểu cô nương, xem ra ngươi không phục a." À? Tam Nguyên thượng nhân cười nói. "Bất quá, không phục cũng không có cách nào. Hạo nhi, người ta đánh ngươi, ngươi liền đánh lại a. À? Chỉ là sư phụ, người ta là tinh thần cảnh, Đồ nhi không phải đối thủ." Dương Hạo cung kính nói. "Ha ha, đây không phải còn có vi sư sao?" Tam Nguyên thượng nhân nói tạ ơn sư phụ dương hạo nhất thời cười lạnh tam nguyên thượng nhân đã đem lời nói rất rõ ràng bảo hắn đi qua đánh loạn tinh nữ hoàng mà có tam nguyên thượng nhân trấn áp tinh thần cảnh lại có thể phản kháng sao tinh thần cảnh thiên tài đi nữa ở trước mặt cường giả hằng hà cảnh cũng như trẻ con mà thôi lăng hàn biến sắc nếu loạn tinh nữ hoàng bị đánh dù cho chỉ là một cái phân thân đây cũng vô cùng nhục nhã loạn tinh nữ hoàng không có khả năng chịu được mà hắn càng không thể nhẫn nhịn đến hắn lớn tiếng nói Tam Nguyên thượng nhân ở đây thì như thế nào, hắn muốn vận dụng Hắc Tháp thu nữ hoàng vào. Đây là thê tử tương lai của hắn, há có thể chịu nhục. Loạn Tinh nữ hoàng vốn chỉ muốn làm lớn chuyện, để Lăng Hàn thắng được công bình, không nghĩ tới nhất thời nhịn không được ra tay với Dương Hạo lại dẫn ra Tam Nguyên thượng nhân, để tình thế càng thêm không ổn. Nàng cũng quyết định thật nhanh, lập tức phóng tới chỗ Lăng Hàn. Ha ha, còn muốn chạy? Tam Nguyên thượng nhân phát sinh tiếng cười, thân hình của Loạn Tinh nữ hoàng nhất thời bị quản chế như trong nháy mắt biến thành một pho tượng, khẽ động cũng không thể nhúc nhích. Dương Hảo thì cười lạnh đi tới, đưa tay vung lên thật cao, hắn muốn quất loạn tinh nữ hoàng một tát. Nghĩ tới có thể đích thân báo thù, hắn không tràn đầy khoái ý. Dĩ nhiên, đây chỉ là một phân thân của loạn tinh nữ hoàng, nếu hắn nhìn thấy hình dáng của loạn tinh nữ hoàng, phỏng chừng không có ác tâm như vậy hạ thủ. Bất quá lấy loạn tinh nữ hoàng kiêu ngạo, tự nhiên sẽ không lấy dung mạo đi tranh thủ đồng tình. Xoát, Dương Hạo xuất thủ, quất tới loạn tinh nữ hoàng. Một đạo nhân ảnh hiện lên, ba, giòn vang chuyển đến. Lăng Hàn bị đánh bay ra ngoài, hắn phát động trích tinh bộ, đúng lúc tới trước người Dương Hạo, thay loạn tinh nữ hoàng ăn một trường. Tuy thể phách của hắn mạnh mẽ, nhưng đó cũng là xem đặt ở trình tự nào. Dương Hạo là nhật nguyệt cảnh đại cực vị, một trường xuống liền cắt đứt thần cốt của Lăng Hàn, lại không chỉ một căn. Oa, à, Lăng Hàn phun tiên huyết, thừa nhận một kích toàn lực của nhật nguyệt cảnh đại cực vị, hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, Tùy thời có thể hôn mê thậm chí tử vong. Tử vong, chưa bao giờ tới gần như vậy, hắn trọng trấn tinh thần, luyện hóa một giọt bất diệt chân dịch, nhất thời, trong nháy mắt thân thể hắn khôi phục lại. Chương 1270, nếu tới rồi. Hà, Tam Nguyên thượng nhân phát sinh tiếng kinh nhẹ, sự khôi phục của Lăng Hàn làm hắn kinh hãi. Tuy Lăng Hàn ngăn cản rất đặc sắc, nhưng đó là bởi vì Tam Nguyên thượng nhân căn bản không có đem tâm tư đặt ở trên người hắn, bằng không lang Hàn căn bản không khả năng có biểu hiện. Con người của Dương Hạo mở lớn, Lăng Hàn ăn một kích toàn lực của hắn cư nhiên không chết. Ha ha, thì tính sao, một kích thiếu chút nữa để Lăng Hàn ngùm, lại bổ một cái không phải được sao, lẽ nào hắn còn có thể vui vẻ lần thứ hai. Tên này chắc là sớm ăn qua thiên tài địa bảo, mới có thể làm cho hắn trong nháy mắt khôi phục lại. Hắn cười lạnh, ánh mắt lần thứ hai theo dõi loạn tinh nữ hoàng, đối phương bị tam nguyên thượng nhân trấn áp, hoàn toàn không có năng lực chống cự. Đánh một sơn hà cảnh có vui vẻ gì? muốn quất thì quất tinh thần cảnh này mới vang dội này mới đã nghiền huống chi đối phương hai lần đánh hắn thổ huyết sinh mệnh tinh khí trôi đi đây chính là đại thù hắn huy trưởng lần thứ hai đánh tới loạn tinh nữ hoàng hắn biết lăng hàn nhất định sẽ lần thứ hai nhào tới ngăn cản nhưng hắn không quan tâm vậy đem người đùa bỡn trong tay rất vui thình thịch quả nhiên lăng hàn đạp trích tinh bộ cản lại lần thứ hai bị đánh bay cả người phun ra huyết phụ thần cốt gảy lìa nhiều lần một trường này càng ngoan dương hạo không chỉ vận dụng lực lượng của nhật nguyệt cảnh đại cực vị hơn nữa còn có thiên địa quy tắc cấp bậc này mấy trăm đạo thần văn hiện lên đan vào thành sát khí vô cùng kinh khủng hơi thở của lăng hàn mong manh không có bị một trưởng vỗ chết là vì thể phách của hắn đủ mạnh mẽ dù sao nhật nguyệt cảnh đại cực vị cũng không có khả năng một trưởng liền chấn nát thần thiết cấp 5 các ngươi đều đáng chết loạn tinh nữ hoàng lớn tiếng nói trong con người chứa sát cơ kinh thiên đế hoàng giận dữ thiên địa thất sắc thân thể nàng hơi buông lỏng, như muốn thoát ly tam nguyên thượng nhân khống chế. Ha ha, tiểu cô nương, người quá ngây thơ rồi. Tam nguyên thượng nhân cười cười, nhất thời, áp lực bạo tăng, loạn tinh nữ hoàng lại không thể nhúc nhích một ngón tay. Lăng Hàn lại luyện hóa một giọt bất diệt chân dịch, thương thế lập tức được khống chế, cũng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Nhưng trong thời gian ngắn dùng hai giọt bất diệt chân dịch, hiệu quả nhất thời ngã xuống, giọt bất diệt chân dịch thứ hai cũng không thể hoàn toàn đánh tan thương thế, mà chỉ khống chế tốt hơn nhiều cách khỏi hẳn còn có chút thời gian dù như vậy nhưng lực khôi phục cũng để cho chúng nhân chố mắt quá kinh người tam nguyên thượng nhân cũng có hứng thú nói thanh niên này cũng không đơn giản a à. tầm mắt của hắn cao bậc nào có thể được hắn khen một tiếng không đơn giản vậy thì thật là không đơn giản dương hạo không khỏi đố kỵ rất sợ tam nguyên thượng nhân coi trọng thiên phú của lăng hàn muốn thu đối phương làm đồ đệ vậy hắn không chỉ không thể báo thù lại còn nhiều ra một kình địch Điều này làm cho hắn bất an, quả nhiên, chỉ nghe Tam Nguyên thượng nhân nói: "Thanh niên, có nguyện ý bái bản tọa làm sư không?" Nếu trước đó hắn hỏi Lăng Hàn có nguyện ý bái sư hay không, Lăng Hàn nói không chừng còn có thể ứng phó một lần, cho dù không có tâm bái sư, chí ít cũng sẽ lấy đó vượt qua cửa ải khó khăn. Nhưng Tam Nguyên thượng nhân chế trụ loạn tinh nữ hoàng, giao cho Dương Hạo đánh, điều này làm cho Lăng Hàn không thể tiếp thu. Đánh thê tử tương lai của mình, còn muốn mình bái sư. Còn có Dương Hạo muốn cùng mình làm sư huynh đệ. Đùa gì thế, Lăng Hàn cười ha hả nói, bản thân người làm sư, cần có đức, thượng nhân nghĩ, người có đức hạnh làm sư sao? Trong nháy mắt, toàn trường lặng ngắt như tờ, có phải lỗ tai xảy ra vấn đề hay không? Sao như nghe tiểu tử này trách cứ tam nguyên thượng nhân? T, thật lớn mật, ở tinh hệ này lại có người dám chất vấn tam nguyên thượng nhân có đức hạnh hay không? Đây là một chê cười sao? Lớn mật, Hoa Vĩnh Ninh cùng Cốc Phương đồng thời quát, nguyên bản bọn họ là chẳng đáng phát huy với một sơn hà cảnh, ai có thể nghĩ tới sơn hà cảnh này lại ô nhục ân sư của bọn họ, vậy khẳng định là bọn họ lên. Dương Hạo thở phào nhẹ nhõm, cứ như vậy, mặc Lăng Hàn Thiên Phú lại cao cũng không có khả năng được Tam Nguyên Thượng Nhân thu làm đệ tử. Hắn không khỏi thầm nghĩ Lăng Hàn ngu xuẩn, đại trưởng phu hẳn là có được giãn được, ở trước khi không đủ thực lực lại cứng rắn ra vẻ ta đây, đây không phải là muốn chết thì là gì. Hắn sợ Tam Nguyên Thượng Nhân tiếc tài, liền dẫn đầu nhào ra, lướt tới lăng hàn, quát to. Dám nhục ân sư của ta, muốn chết, hắn vỗ ra một trường, thần văn đan vào, này là một kích toàn lực. Đánh giết lăng hàn, vĩnh tuyệt hậu hoạn, ông, phía sau loạn tinh nữ hoàng hiện ra từng hư ảnh đại xà, mỗi một con đều cao mấy vạn trượng, tản mát ra khí tức viễn cổ hồng hoang. Đại xà vừa hiện, chế ước của tam nguyên thượng nhân với nàng lập tức tiêu thất, nàng nâng tay, vỗ tới dương hạo. Không tốt, hoa vĩnh ninh cùng cốc phương vội vã xuất thủ, nếu để cho Dương Hạo bị loạn tinh nữ hoàng đánh giết, vậy bọn họ tuyệt đối không có trái cây ngon ăn. Không nói phải thường mệnh, khẳng định sẽ bị thất sủng, không còn khả năng được Tam Nguyên thượng nhân chân truyền. Đây là bọn hắn tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Hai cường giả tinh thần cảnh xuất thủ, chặn lại loạn tinh nữ hoàng. Tuy bọn họ xuất thủ chậm, nhưng bởi vì cách Dương Hạo gần hơn, để cho bọn họ đúng lúc chặn được một kích này. Oanh, ba đại cường giả đụng nhau một cái, thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch, kinh phong càn quét tạo thành sóng xung kích cường đại, đại điện lập tức bị chấn nát bấy. Thình thịch, Dương Hạo bởi vì cách gần, bị sóng xung kích đụng chúng, nhất thời cả người bị đánh bay ra ngoài, ba ba ba, xương gãy mấy cây. Hoàn hảo, nếu không phải đây chỉ là một đạo dư ba, hắn khẳng định treo. Hoa Vĩnh Ninh cùng Cốc Phương đều hoảng hốt, mọi người rõ ràng đều là tinh thần cảnh đại viên mãn, sao tranh lệch sẽ lớn như thế. Bọn họ liên thủ cũng thiếu chút nữa không địch lại đối phương. Bọn họ có thể kết luận, Đối phương không có tu đến tinh thần cực cảnh, nhưng vì cái gì lại mạnh như thế? Phải biết rằng, đây chỉ là một đạo thần thức lạc ấn của đối phương, vậy chân thân sẽ mạnh bao nhiêu? Di, tiểu cô nương ngươi là cửu xà tộc. Hưu, một đạo nhân ảnh từ xa bay tới, cả người bao vây ở trong thần quang, thấy không rõ dáng dấp, nhưng phát ra khí tức vô cùng đáng sợ. Tam nguyên thượng nhân, chương 1271, hổ nữ tức giận thượng. Vị cường giả hằng hà cảnh này cư nhiên hiện thân phải biết trước đó hắn chỉ ở phía xa tùy ý xuất thủ liền chấn áp loạn tinh nữ hoàng tuy bị đối phương dẫy thoát cũng chỉ cần trở lại một kích liền được nhưng hắn bản thân xuất hiện chỉ có một nguyên nhân là hắn phát hiện thân phận cửu xà tộc của loạn tinh nữ hoàng quá kinh người không nghĩ tới ở bản tọa sinh thời lại còn có thể thấy một thượng cổ thiên tộc tam nguyên thượng nhân kích động nói mắt nhìn chòng chọc loạn tinh nữ hoàng như trên mặt đối phương có hoa vậy thân tình của loạn tinh nữ hoàng run sợ tuy nàng tế xuất lực lượng cửu xà thoát khỏi đối phương trưởng khống nhưng này là tam nguyên thượng nhân ở rất xa tùy ý xuất thủ căn bản không có vận dụng toàn lực tinh thần cảnh cùng hằng hà cảnh cách một đạo hồng câu ngay cả huyết mạch cửu xà của nàng cũng không có khả năng bù đắp huống chi nàng còn không có tu đến tinh thần cực cảnh đây càng chỉ là một phân thân của nàng không có năng lực đối địch thì tính sao nàng nhàn nhạt nói một bên dựa qua lăng hàn vạn nhất tam nguyên thượng nhân xuất thủ nàng có thể cùng lăng hàn đồng thời trốn vào trong hắc tháp thượng cổ thiên tộc, ha 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 ha, tam nguyên thượng nhân cười to, có vẻ vô cùng hưng phấn. Thậm chí, thần quang trên người hắn rút đi, hiện ra một lão giả thân hình gầy gò. Có thể làm cho người mạnh nhất tinh vực này thất thố như vậy, có thể thấy hiện tại tâm tình của hắn kích động bao nhiêu. Nhưng tam nguyên thượng nhân càng kích động, lăng hàn cùng loạn tinh nữ hoàng càng run sợ, nảy ý tứ tam nguyên thượng nhân phi thường, phi thường để bụng. Sư, sư phụ, dương hạo tỉnh lại, giấy rụa bò lên, tuy gãy mấy cái xương, nhưng lấy nguyên lực gắn kết, đi lại bình thường còn không thành vấn đề, thậm chí còn có thể chiến đấu, nhưng nhất định sẽ ảnh hưởng chiến lực. Tam Nguyên Thượng Nhân không có để ý tới, hắn chỉ nhìn tròng chọc loạn tinh nữ hoàng nói. Tiểu cô nương, huyết mạch của ngươi bản tọa thu, quả nhiên, lão gia hỏa là nhìn chúng huyết mạch của loạn tinh nữ hoàng, tuy không biết hắn thu thế nào, nhưng đối với loạn tinh nữ hoàng mà nói tuyệt đối không phải là một tin tức tốt. Đi, lăng hàn nhào tới, muốn thu loạn tinh nữ hoàng vào hắc tháp thanh niên nhân, một bên đợi, tam nguyên thượng nhân căn bản không dùng ra tay, thần thức khẽ động đã cầm cố lăng hàn, hắn ra tay, chộp tới loạn tinh nữ hoàng. Dương hạo cũng nảy ác tâm, tam nguyên thượng nhân coi trọng loạn tinh nữ hoàng, vậy hắn sẽ chút ác khí ở trên người lăng hàn. Đi tìm chết đi, thân hình hắn nhào ra, một quyền đánh tới đỉnh đầu lăng hàn. Lăng, hàn, một thanh âm đột nhiên vang lên, xa xôi phảng phất như ở bên kia thiên hà. Lăng, hàn, nhưng tiếp theo, cái thanh âm này lại gần trong gang tắc. Thình thịch, một nhân ảnh từ trên bầu trời rơi xuống, không ai thấy nàng là xuất hiện thế nào, nhưng rất xảo, lại vừa khéo rơi ở trên người Dương Hạo, trực tiếp đạp hắn vào đại địa, đụng ra một hố to hình người. Lăng Hàn, nữ tới rồi, bóng người này hoan hô kêu lên, đây là một thiếu nữ, đại khái chỉ 15-16 tuổi, mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp không cách nào hình dung, cho dù ai liếc mắt nhìn cũng sẽ vì phong thái của nàng động tâm, khắc sâu ở trong lòng, thậm chí cả trong tâm tủy nhưng một người sống sờ sờ như vậy, lại vô cùng quỷ dị từ trên trời giáng xuống, ai cũng không có phát hiện nàng từ đâu tới, một cước đạp dương hạo lún vào trong đại địa, tên kia thật đáng thương, chẳng lẽ trời xanh hấp dẫn cửu hận sao? Thực lực, bất phàm a, à, Lăng Hàn cũng sửng sốt, theo bản năng nói, khổ nữ, trừ nha đầu kia, còn có ai sẽ tự xưng nữ? Lăng Hàn, thiếu nữ này lập tức vào tới, banh, đụng vào trong ngực Lăng Hàn, hai chân quấn cái hông của hắn, hơn nữa vóc người của nàng vốn thon dài, ôm một cái nhất thời để cho nàng cao hơn Lăng Hàn một cái đầu, kẹp đầu của Lăng Hàn vào trong ngực nàng thật chặt. Mặc dù vẫn chỉ là 15-16 tuổi, nhưng ngực trổ mã đã rất tốt, hơn nữa còn có không gian phát triển rất lớn, có thể thấy được ngày sau tất nhiên sẽ càng thêm đầy đặn ngạo nhân. Nữ nhớ ngươi chết rồi, thiếu nữ lớn tiếng kêu lên, hổ nữ, thật là hổ nữ, Lăng Hàn vô cùng vui mừng, cái này thật là có tác phong của côn bằng cung, lần trước tới đột ngột, bây giờ cũng như thế. Di, Lăng Hàn, người bị thương sao? Hổ nữ phát hiện có cái gì không đúng, lập tức lộ ra sát khí, ánh mắt quét qua, nhìn về phía tam nguyên thượng nhân, quát lên. Lão đầu tử, có phải ngươi đã thương lăng hàn của nữ hay không? Ha ha, tam nguyên thượng nhân chẳng qua là cười một tiếng, hắn là thân phận ra sao, chính là người mạnh nhất tinh hệ này, sao sẽ cùng một tiểu cô nương đấu khí, mặc dù tiểu cô nương này quả thật có chút quỷ dị. Bất quá, mặc dù hắn không cần để ý tới, nhưng dĩ nhiên không thể nào bỏ qua cho một kẻ dám can đảm nhục mạ cường giả Hằng Hà Cảnh. Có người sẽ thay hắn xuất thủ, Cốc Phương lập tức đứng dậy nói, lớn mật, dám vô lễ với sư tôn đại nhân, hắn cũng không dám coi thường hổ nữ, mặc dù thiếu nữ này nhìn qua vô cùng trẻ tuổi, nhưng thanh thế xuất hiện đoạt người, trực tiếp đạp bẹp Dương Hạo. Dương Hạo là ai? Thiên tài trong thiên tài, càng là Nhật Nguyệt Cảnh đại cực vị, coi như lúc ấy hắn bị thương, nhưng muốn một cước đạp bẹp hắn, vậy ít nhất cũng phải là Nhật Nguyệt Cảnh đại viên mãn thậm chí tinh thần cảnh. Nếu như là tinh thần cảnh mà nói, vậy cốc phương quả thật cần cẩn thận một chút, mặc dù hắn không thế nào tin tưởng. Hư, nếu lão đầu này đã thương lăng hàn của nữ, nữ liền sẽ hắn thành mảnh vụn. Coi như không phải, hắn rõ ràng là người lợi hại nhất nơi này, lại để mặc cho hung thủ đã thương lăng hàn của nữ, nữ vẫn muốn đánh bể hắn, quá ghê tởm rồi. Hổ nữ hừ hừ nói, hổ nữ, mau xuống, ta sắp bị ngươi đè chết. Lăng hàn nói, bị chôn ở trong ngực của hổ nữ, buồn bực chết hắn a à. Hi hi, hổ nữ cười một tiếng, giống như con khỉ từ trên người lăng hàn leo xuống, sau đó hung thần ác sát nhìn về phía mọi người. Những thứ này đều là người xấu, nữ muốn đại biểu minh nguyệt tiêu diệt toàn bộ bọn họ. Cáp 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 cáp, không ít người đều bật cười, thật là một tiểu cô nương ngây thơ, nơi này chính là lẫm thiên tông, có đệ nhất cao thủ đương thời chấn giữ, coi như là chân long tới cũng phải nhượng bộ A. À. mươi 1272, hổ nữ tức giận hạ, ở trong lòng đệ tử của Lẫm Thiên Tông, Tam Nguyên Thượng Nhân chính là thiên hạ mạnh nhất, không có biện pháp A, à, do tầng thứ võ đạo nơi này quyết định. Người nào sẽ tưởng tượng nơi này sẽ xuất hiện một thánh nhân sáng thế cảnh chứ? Phụ thân, để cho ta tới. Cốc hoang nhảy ra, hắn nhìn hổ nữ, trong ánh mắt toát ra dục vọng mãnh liệt. Thiếu nữ này kiều diễm mê người, dung mạo càng làm cho người ta thần hồn điên đảo, hắn muốn mượn cơ hội này thu đối phương vào hậu cung, kim ốc tàng kiều A. Hoa dương văn hừ một tiếng, hắn nhìn hổ nữ chăm chú, nên phản ứng chậm một nhịp, cư nhiên để cho cốc hoang đoạt ăn trước. Cốc phương suy nghĩ một chút, con trai mình là nhật nguyệt cảnh đại viên mãn, càng là thiên tài tứ tinh, thực lực so với dương hạo mạnh ra không ít, chống lại thiếu nữ này cũng không hẳn rơi vào hạ phong. Còn trẻ như vậy là tinh thần cảnh, có quỷ mới tin, được rồi, hắn gật đầu một cái, nhưng lại tăng thêm một câu. Không thể khinh thường, đối phương có thể một cước đạp bẹp dương hạo, ở nhật nguyệt cảnh hẳn cũng là số một số hai hà nhi hiểu cốc hoang đi ra nói tiểu cô nương niệm tình ngươi còn trẻ si ngốc còn không mau dập đầu bồi tội sư tổ sư tổ nhân từ nói không chừng sẽ cho ngươi một con đường sống muốn thu cô nàng mê người này vào hậu việt kia phải được tam nguyên thượng nhân tha thứ nếu không đó chính là đang tìm chết hổ nữ nghiêng đầu nhìn lăng hàn nói người này không phải là người tốt lăng hàn nếu có thể đánh hắn sao lăng hàn cười cười nhẹ nhàng nói có thể hắn đưa tay ra điểm lên chán hổ nữ đem chuyện mới xảy ra vừa rồi thông qua thần niệm truyền tới đoạn trí nhớ này quá ngắn tự nhiên không thể nào tạo thành ảnh hưởng với hổ nữ ánh mắt của hổ nữ nhắm lại nhất thời hung khí cuồng giật hô không khí bốn phía bị ảnh hưởng hóa thành một lưỡi dao sắc bén nhất tề nhắm ngay cốc hoang không tốt cốc phương lập tức biến sắc lực lượng này quá đáng sợ để cho hắn cũng run rẩy hắn vội vàng xuất thủ muốn bảo hộ con trai lại dám bêu xấu lăng hàn của nữ đáng chết hổ nữ đưa tay về phía trước rũi một cái hiu 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 vô số lưỡi dao sắc bén rơi xuống nhất thời đánh cho cốc hoang thành tổ ong a à, cốc hoang kêu thảm thiết nhưng không chết đây tuyệt đối là hổ nữ cố ý nhà đầu này ở thời điểm rất nhỏ liền hung tính lớn đến kinh người trưởng thành cũng không sửa đổi chút nào cốc phương vừa giận vừa sợ hắn cũng xuất thủ lại không thể cứu được con trai thiếu nữ này mạnh như thế nào còn ngươi nữa hổ nữ chỉ hướng hoa dương văn ánh mắt xét lạnh oanh có khí thức hỗn độn thoát ra, diễn hóa thành tinh vũ vô tận. Phốc, Hoa Dương Văn nhất thời hộc máu, mặc dù hắn là Nhật Nguyệt cảnh đại viên mãn, nhưng ở trước mặt hổ nữ ngay cả một cái ánh mắt cũng không cách nào chịu đựng, liên tiếp hộc máu. Cái này còn không phải đáng sợ nhất, đáng sợ là trong máu tươi còn có các loại thịt vụn, đó là tạng phủ bể nát. Một cái ánh mắt, một hư chỉ, căn bản không có nguyên lực ba động, quy tắc diễn hóa, nhưng một tên Nhật Nguyệt cảnh đại viên mãn bể nát tạng phủ, đây là đáng sợ đến bực nào đáng chết, cốc hoang, hoa vĩnh chữ nhất tề xuất thủ, công tới hổ nữ. Mặc dù bọn họ không dám tin tưởng, nhưng sự thật chứng minh hổ nữ nhất định là cường giả tinh thần cảnh, nếu không như thế nào có thể bằng một cái ánh mắt để cho nhật nguyệt cảnh bị thương nặng. Các người cũng dám khi dễ lăng hàn của nữ, hư. Hổ nữ xuất thủ, hư không nhấn một cái, ba ba, đầu của cốc hoang cùng hoa vĩnh chữ nổ tung, trực tiếp bị chém thần hồn. Bang, hai cỗ thi thể không đầu rơi xuống, dương lên bụi bậm đầy đất. Bốn phía yên lặng như tờ. Tất cả mọi người run rẩy, dâng lên một cổ sợ hãi không cách nào hình dung. Đó cũng không phải là hai A Miu A Cẩu, mà là hai tinh thần cảnh, hơn nữa, còn đạt tới đại viên mãn. Ở toàn bộ tinh hệ, trừ tam nguyên thượng nhân, sẽ không có người có thể đánh giết bọn họ, huống chi hai người liên thủ vẫn bị một chiêu miểu sát. Tiểu cô nương này, rốt cuộc là tu vi gì, không phải nói, Lăng Hàn chính là từ tiểu thế giới khai thiên đến sao. Nhưng trước có nữ đế của loạn tinh Hoàng Triều vì hắn xuất đầu, ngay cả tam nguyên thượng nhân cũng dám nghịch, này chỉ ít còn ở trong phạm vi mọi người có thể tiếp thu. Hơn nữa, loạn tinh nữ hoàng cũng bị tam nguyên thượng nhân trấn áp, không huyền niệm chút nào. Nhưng mà, tiểu cô nương từ trên trời giáng xuống, mặc danh kỳ diệu kia quá ngoại hạng, hai tinh thần cảnh đại viên mãn đều là một chiêu miểu sát. Này nếu không là hằng hà cảnh mà nói, ai có thể tin tưởng. Bên người lăng hàn, lại có cường viện như vậy, ngay cả trong lòng loạn tinh nữ hoàng cũng bồn chồn không nghĩ tới bên người Lăng Hàn sẽ có một tồn tại cường đại như thế. Tuy vô tướng thánh nhân từng là sáng thế cảnh, nhưng không biết chết bao nhiêu năm, càng tự chém thánh uy, hiện tại chính là một thuốc bổ siêu cấp, căn bản không có một tia chiến lực. Thiếu nữ này hiển nhiên cực kỳ không muốn xa rời Lăng Hàn, hoàn toàn có thể không giảng đạo lý, tàn sát hết người trong thiên hạ cũng chỉ cần một người vì ta ôn nhu. Si tình như vậy, tất nhiên bình dấm vô cùng lớn, nói không chừng ngay cả mình cũng sẽ đồng thời chém. Loạn tinh nữ hoàng hoài nghi, này tuyệt không phải sự tình không có khả năng. Ngay cả Lăng Hàn cũng giật mình, hắn biết côn bằng cung là một địa phương vô cùng như bức, có thể đơn giản phá vỡ tiểu thế giới đến, này là rất nhiều đại giáo cũng không thể làm được, hổ nữ đi nơi này tất nhiên sẽ tinh tiến rất mạnh. Nhưng phải biết rằng, tốc độ tu luyện của hắn cũng không chậm. Không, không phải là không chậm, mà là mau kinh người, thử hỏi trong tinh hệ này, còn có người nào có thể ở 30 tuổi đạt tới Sơn Hà cực cảnh đỉnh phong hắn liệu định côn bằng cung không có khả năng để hổ nữ một người chạy loạn, thanh y lão ẩu tất nhiên sẽ ở trong bóng tối bảo hộ, bà lão kia cường đến đáng sợ, cho nên mới phóng tâm để hổ nữ làm ầm ý. Nhưng trăm triệu lần không ngờ, hổ nữ cư nhiên cường đến mức này, tinh thần cảnh đại viên mãn nói giết liền giết, tốc độ tu luyện như vậy thực nhanh đến không bằng hiếu, để hắn cũng cảm thấy không bằng, xa xa không bằng. Ở trước mặt hổ nữ, hắn còn có thể xưng thiên tài sao? Tuyệt đối là đồ ngu, hơn nữa còn là siêu cấp đại ngu. Lăng Hàn mới không phải đồ ngu a. À, chương 1273, xuất thủ hộ đồ. Hổ Nữ như biết Lăng Hàn đang suy nghĩ cái gì, nàng ôm cổ Lăng Hàn, ở trên mặt hắn hôn một cái nói: "Nếu sẽ để Lăng Hàn biến thành siêu cấp lợi hại, tất cả mọi người không nói gì, tiểu cô nương này như sát thần, nhưng bây giờ lại chim nhỏ nép vào người, để người hoàn toàn không thể tin tưởng là cùng một người. Bất quá, mọi người càng thêm đố kỵ vận khí của Lăng Hàn. Này tên là ai a, câu được một nữ nhân xinh đẹp thực lực lại mạnh kinh người, hơn nữa cường giả này còn là một tiểu cô nương, có thể chậm rãi dậy bảo, ngẫm lại cũng làm cho người phun máu mũi. Ách, thương cảm Dương Hạo, hắn lung lay bò dậy, trước bị hổ nữ đạp choáng váng, hắn còn không rõ ràng tình huống, chỉ cảm thấy mình quá oan, ngày hôm nay cư nhiên bị đánh ngất xỉu hai lần. Đệ nhất thiên tài của Lẫm Thiên Tông, vừa được cường giả hằng hà cảnh thu làm đệ tử, liền bị đả kích như vậy, điều này bảo hắn làm sao chịu nổi. Oanh, Dương Hạo tóc đen loạn vũ, tức sùi bọt mép, bốn phía thân thể hắn đều thiêu đốt hỏa diễm, này là lửa giận biến thành thực chất, hai mắt theo dõi hổ nữ. Bởi vì trừ nàng ra, noi này không ai là từ ngoài đến. Hiển nhiên, là đối phương không biết dùng thủ đoạn gì đạp hôn mê mình. Hắn không biết là cái gì, nhưng hắn không sợ, bởi vì nơi này là lẫm thiên tông. Mà ở dưới giận dữ, hắn căn bản không có phát hiện đã có hai vị sư huynh phơi thây, mà cốc hoang cùng hoa dương văn còn đang kêu thảm thiết, thổ huyết. Hiện tại hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, báo thù con mẹ nó, đều cho là hắn dễ khi dễ lắm phải không? Hạo Nhi, Tam Nguyên Thượng Nhân cuối cùng mở miệng, trong giọng nói cực kỳ thận trọng. Đối phương có thể một kích đánh giết hai đồ đệ của hắn, hơn nữa, hắn cư nhiên không thể nào nhìn ra thực lực cụ thể của đối phương, điều này làm cho hắn kinh hãi, cảnh giới cùng thực lực của đối phương đều không kém hắn. Bất quá, đối phương quá trẻ, Tam Nguyên Thượng Nhân cũng không nghĩ hổ nữ có thể hơn mình, để hắn kiêng kỵ là bối cảnh của hổ nữ, có thể bồi dưỡng được hằng hà cảnh trẻ tuổi như thế, vậy sư môn hoặc gia tộc của đối phương chẳng phải là cấp bậc sáng thế cảnh. Thánh nhân giận dữ, vung tay lên cũng có thể diệt hết một tinh vực, hằng hà cảnh căn bản không đủ xem. Huống chi hắn chỉ là hằng hà cảnh tiểu cực vị, cùng tiểu thánh chênh lệch xa không thể chạm. Bởi vậy, hắn quyết định nhịn xuống khẩu khí này. Sư phụ, Dương Hạo ủy khuất, vì sao tam nguyên thượng nhân muốn ngăn cản mình, không thấy khuôn mặt anh tuấn của mình bị đạp đầy bụi đất sao? Huống chi, bị người đạp vào trong đất, này là nhục nhã bực nào. Người bốn phía liều mạng lắc đầu, Dương Hạo nghìn vạn lần đừng đối phó Lăng Hàn nữa a. À. Tên này chính là một sát tinh, người xem, hiện tại đã có hai cường giả tinh thần cảnh bởi vậy ngủm, mà còn có hai nhật nguyệt cảnh đại viên mãn hiển nhiên cũng không có khả năng sống sót, người đi chiêu chọc sát tinh như vậy khẳng định cũng sẽ bị nghiền nát. Người bất quá là một đồ đệ của Tam Nguyên Thượng Nhân, nhưng Lăng Hàn thì sao? Lại có người yêu là cường giả hằng hà cảnh, này có thể so sánh sao? tuy dương hạo vô cùng tức giận nhưng càng không dám chống lại mệnh lệnh của tam nguyên thượng nhân lúc này mạnh mẽ đè xuống lửa giận khoanh tay mà đứng nhưng hắn muốn nhịn ủy khuất hổ nữ sẽ bỏ qua lại dám thẩm vấn lăng hàn của nàng người ở đây toàn bộ đáng chết ánh mắt của nàng đảo qua loạn tinh nữ hoàng đồng dạng đằng đằng sát khí thực ghê tởm mới lấy đi hai đại tiểu yêu tinh tại sao lại chạy đến một cái hoàn hảo yêu tinh này không đẹp bằng nữ yên tâm không ít a này là nàng không có nhìn thấy hình dáng của loạn tinh nữ hoàng, nếu không nàng sẽ không yên tâm như thế. Chỉ bằng ngươi cũng dám đố kỵ lăng hàn của nữ. Hổ nữ quyết định từ người có tội ác tài trời bắt đầu, vì vậy, nàng theo dõi Dương Hảo trước. Nữ muốn tiêu diệt ngươi, Dương Hảo chỉ cảm thấy buồn cười, một tiểu cô nương mở miệng ngậm miệng đem nữ động ở bên mép, có thể có tiền đồ bao lớn, căn bản là tiểu thư vừa ra đời A. Chỉ là tiểu thư yếu ớt này cũng quá dễ nhìn đi, Dương Hạo cảm thấy đời này thấy qua mỹ nữ cộng lại mới có thể miễn cưỡng sánh ngang thiếu nữ này, để lửa giận của hắn cấp tốc tiêu thất. Hồ nữ xuất thủ, oanh, bầu trời phảng phất như sụp đổ, vô số vẫn thạch từ trên trời giáng xuống, trên bầu trời thiêu đốt liệt diễm, chủ phong run rẩy, tràng cảnh như diệt thế. Trong nháy mắt Dương Hạo bị dọa tiểu trong quần, này con mẹ nó là tu vi gì a, một chiêu ra, thiên địa như băng liệt. Dừng tay, Tam Nguyên thượng nhân rốt cục xuất thủ, trước hai gã đồ đệ bị đánh giết, hắn là chưa kịp xuất thủ, bởi vì ngay cả hắn cũng không ngờ hổ nữ sẽ mạnh như vậy, nhưng Dương Hạo là đệ tử hắn tân thu, cũng được hắn ký thác kỳ vọng cao, tuyệt đối không thể chết được. Hằng hà cảnh xuất thủ, ông, một đạo ngân hà từ trong cơ thể hắn bay ra, phảng phất có thể câu thông cổ kim, đem khí thế của hắn tăng lên tới cực hạn. 333, toàn bộ lẫm thiên tông, tất cả mọi người nằm úp sấp, khí thế như vậy thật đáng sợ, tạo thành trình tự sinh mệnh áp chế. Mà ngân hà này, thì bao vây dương hạo lại, tạo thành phòng ngự gần như mạnh nhất thế gian. Ngân hà bay đến, bên trong có hằng hà đại tinh chìm nổi. Hằng hà cảnh nhìn ép tinh thần cảnh, đây không phải là nói một chút mà thôi, nhìn ngân hà này liền biết, đại tinh vô số kể, ở trên lực lượng tự nhiên nghiền ép tinh thần cảnh không biết bao nhiêu con phố. Dương Hạo lập tức chấn định lại, có sư phụ xuất thủ, bất kể là ai tới cũng không có tác dụng. Muốn giết hắn, nói giỡn, chỉ là hắn quá tò mò, người thiếu nữ này đến tột cùng có thân phận gì, cũng quá mạnh mẽ đi, cư nhiên cần tam nguyên thượng nhân xuất thủ. Trẻ tuổi thì có thực lực cường đại như thế, nếu cưới được sẽ tốt bao nhiêu, trong lòng hắn lửa nóng, hóa thành tham niệm vô tận. Vừa đẹp vừa cường, có thể nào không để cho hắn động tâm. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy hổ nữ đánh xuống một quyền, ba, cả ngân hà vỡ nát, tất cả đại tinh đều bạo tạc, rầm rầm oanh, quang mang lóng lánh phóng lên cao. Cái gì, sắc tâm của Dương Hạo nhất thời hóa thành sợ hãi vô biên, tam nguyên thượng nhân xuất thủ bảo hộ hắn, nhưng đối phương chỉ tùy ý một quyền, hằng hà liền bể nát. Đây căn bản không phải là đối thủ A, thiếu nữ này mạnh, đã như thần thoại, chương 1274, còn có ai muốn hại lăng hàn của nữ. Hổ nữ lấy tay hư nắm, sách dương hạo lên, lệch đầu nhìn hắn, kỳ quái nói. Nhìn ngươi xấu như vậy, cũng dám đối kháng lăng hàn của nữ, thực sự là ngu ngốc. Ba, tam nguyên thượng nhân đặt mông ngồi trên mặt đất, dưới lực lượng cường đại trùng kích, chủ phong nguyên bản lung lay sắp đổ nhất thời xuất hiện một vết nứt, sỏ xuyên qua cả ngọn núi. Oanh, toàn bộ chủ phong ầm ầm sụp đổ, thật đáng sợ, hổ nữ căn bản không có nhầm vào hắn, chỉ một quyền oanh phá phòng ngự, nhưng lực phản chấn lại làm cho tam nguyên thượng nhân không thể tự chủ, đặt mông ngồi xuống oanh vỡ một ngọn núi. Ung ôm, um, thiên băng địa liệt, nhưng người ở phụ cận đều như tượng đá, mặc loạn thạch va kích, lại từng cái không cảm giác chút nào. Bọn họ đắm chìm trong khiếp sợ vô tận, vừa bắt đầu, mọi người cho rằng hổ nữ là nhật nguyệt cảnh đỉnh phong mới có thể một cước đạp hôn mê dương hạo đợi nàng đơn giản đánh bại cốc hoang cùng hoa dương văn mọi người mới suy đoán nàng bước vào tinh thần cảnh nhưng hổ nữ lại một kích đánh giết hai tinh thần cảnh đỉnh phong chúng nhân đánh giá nàng tự nhiên tăng lên một tầng nữa bởi vì nàng là hằng hà cảnh nhưng mà đây cũng không phải thực lực chân chính của nàng một quyền đánh ra căn bản không có tận lực nhằm vào tam nguyên thượng nhân liền gục xuống này là hoàn toàn nghiền fa hằng hà cảnh trung cực vị, đại cực vị, thậm chí đại viên mãn. Sáng thế, sáng thế cảnh, tam nguyên thượng nhân thất hồn lạc phách nói, hắn ở trên chiến trường hai giới gặp qua ma chủ cùng thánh nhân chiến đấu, đây tuyệt đối là lực lượng diệt thế. Thánh nhân là sáng thế lực, mà ma chủ là diệt thế lực, hai loại lực lượng không có phân chia cao thấp, chỉ xem ai nắm giữ càng sâu. Phốc, mọi người lần thứ hai chấn kinh đến ra đầu tê dại, thiếu nữ này lại là thánh nhân. Đương đại mạnh nhất, trên đời vô địch, dựa vào. Sư tôn, thượng nhân, từng bóng người bay vút tới, đó là tinh thần cảnh của lẫm thiên tông, chiến đấu kịch liệt như vậy, bọn họ còn không có phản ứng mà nói thì cũng đừng gọi tinh thần cảnh. Nhưng bọn họ vừa đến, mỗi người đều choáng váng. Tình huống gì, tam nguyên thượng nhân cư nhiên đặt mông ngồi trên mặt đất, tóc tai bù xù, nào có một chút tiên phong đạo cốt. Ai có thể đánh cường giả hằng hà cảnh thảm như vậy? Này, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Có người thất kinh hỏi, này cũng là mọi người đều muốn biết, bọn họ không dám hỏi tam nguyên thượng nhân nhưng có thể bắt những người khác lại ép hỏi mà biết được chân tướng bọn họ từng cái sắc mặt trắng bệch nếu không phải tam nguyên thượng nhân vẫn ngồi ở trên đất bọn họ thật không thể tin tưởng a à, ở trong tinh hệ này lại có người có thể đánh bại tam nguyên thượng nhân thánh nhân sáng thế cảnh là một thiếu nữ như vậy làm sao có thể khí huyết của nàng tràn đầy như biển tuyệt đối là trẻ đến không thể trẻ hơn niên linh tất nhiên ở dưới trăm tuổi nhưng tuyệt đại bộ phận thiên tài ở lúc trăm tuổi chỉ là sơn hà cảnh, tiến lên nhật nguyệt cảnh cũng có thể cho là cổ kim hiếm thấy, như vậy sáng thế cảnh ở cái tuổi này lại là khái niệm gì? Ba 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 ba, lấy phong cách hành sự của hổ nữ, tự nhiên sẽ không để ý những người khác, nàng không ngừng bạt tai dương hạo, trong nháy mắt liền đánh hắn thành đầu heo, cười hi hi nói. Lăng Hàn, hiện tại tên này có phải anh Tuấn hơn nhiều hay không? Lăng Hàn cười ha ha nói, không sai, nhìn như vậy rất thuận mắt, được Lăng Hàn tán dương, Hổ Nữ nhất thời tươi cười, mừng rỡ không thôi, kiêu ngạo nói: "Đó là phải, tay nghề của nữ tốt vô cùng." Tuy Dương Hạo bị đánh, nhưng không có ngất, hắn nhìn Lăng Hàn, lại nhìn Hổ Nữ, chỉ cảm thấy lão thiên gia cũng quá trêu cợt người. Làm sao Lăng Hàn có thể có hậu trường cứng rắn như thế? Sớm biết như vậy, dù cho hắn một kiện thánh khí, hắn cũng không dám xuất thủ với Lăng Hàn a. Phía sau người ta có một thánh nhân a, hắn hận, hắn nơi nào không bằng Lăng Hàn, thiên phú không kém tướng mạo vượt qua vì sao một thiếu nữ đẹp mê người vô cùng cường đại như thế lại hết lần này tới lần khác không muốn xa rời với lăng hàn ta sai rồi hắn cắn răng nói đại trưởng phu có được giãn được chỉ cần vượt qua kiếp này hắn nhất định sẽ cắn răng khổ luyện ngày sau bước vào sáng thế cảnh sẽ đòi lại sổ sách hôm nay hắn coi như là người ý chí kiên định bằng không ai dám có ý trả thù một vị thánh nhân ngẫm lại cũng sẽ sợ a à, ngươi tất nhiên sai rồi nên đi chết đi khổ nữu cười vung tay hưu, Dương Hạo bị nàng ném ra ngoài, thình thịch, một viên lưu tinh trên bầu trời nổ tung, hóa thành tinh vũ vô biên. Này, ném người về phía tinh không, đập một viên lưu tinh, lưu tinh nát, kết quả của Dương Hạo có thể nghĩ, khẳng định cũng là phân thân vai cốt, ngay cả một miếng thịt cũng không còn. Đây là lực lượng to lớn của sáng thế cảnh, ở mọi người nhìn, này như thiên phương dạ đàm. Còn lão gia hỏa ngươi nữa, hổ nữ nhất nhất thanh toán, lấy tay chộp tới tam nguyên thượng nhân, ba, nàng nắm cổ của tam nguyên thượng nhân lực lượng kinh khủng dương động hằng hà cảnh lại là cái gì căn bản vô lực phản kháng đến lúc này mọi người mới chân chính tin tưởng hổ nữ là sáng thế cảnh bằng không có thực lực như vậy sao thánh nhân trẻ tuổi như vậy gặp quỷ rồi ngươi ngươi đến tột cùng là ai tam nguyên thượng nhân cũng không có cầu xin tha thứ sáng thế cảnh muốn làm gì sẽ bị người khác ảnh hưởng sao hắn chỉ muốn biết đến tột cùng mình trêu chọc ai nếu là hổ nữ của lăng hàn a Hổ nữ lệch đầu ra nói, tại sao lão nhân ngươi ngu xuẩn như vậy? Ai nha, khó trách người dám hại lăng hàn của nữ, nguyên lai là tên ngu xuẩn. Ba 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 ba, hổ nữ bắt đầu quất tam nguyên thượng nhân. Lão nhân ghê tởm, lại dám hại lăng hàn của nữ, may là lăng hàn không xảy ra chuyện gì, nếu không nữ sẽ tức giận. Tất cả mọi người không nói gì, người phá hủy lẫm thiên tông tan nát, này còn bảo không có tức giận. Lúc người tức giận sẽ có bộ dáng gì, tất nhiên không người nào dám hỏi, nói giỡn, đây chính là một thánh nhân sáng thế cảnh A. Không chơi nữa, hổ nữ tiện tay ném tam nguyên thượng nhân ra ngoài, tiếp đó đánh ra một quyền, ba, tam nguyên thượng nhân bị đánh bạo, ngay cả một khối xương hoàn chỉnh cũng nhìn không thấy. Thiếu nữ xinh đẹp kia cười cười, thiên chân vô tà, thanh lệ như thủy. Còn ai muốn hại lăng hàn của nữ không? Ánh mắt của hổ nữ đảo qua, tất cả mọi người đều quỳ xuống, căn bản không dám cùng nàng đối diện. Trường 1275, Diệt Khẩu, bọn họ cũng quỳ an lòng, đây chính là một vị thánh nhân a à. nhà đầu đủ chưa theo lão thân hồi cung đi thanh y lão ẩu xuất hiện ai cũng không có thấy nàng là làm sao xuất hiện cực kỳ đột ngột lại cực kỳ tự nhiên mà đứng ở đó thật giống như nàng vốn phải ở đó vậy chỉ là ai cũng không có chú ý tới mà thôi khí tức của nàng không hiện phổ thông như người thường lang hàn biết bà lão này tuyệt đối sẽ không để hổ nữ một thân một mình xuất hiện nhưng để hắn khiếp sợ là hổ nữ rõ ràng đã đạt đến sáng thế cảnh sao thanh y lão ẩu vẫn chưa yên tâm. Đối thủ của côn bằng cung đến tột cùng cường đại cỡ nào, ngay cả thánh nhân xuất hành cũng phải bảo vệ. Lẽ nào hiện tại hổ nữ còn chỉ là tiểu thánh, mà đối thủ là thánh vương? Không thông, không được, hổ nữ quẩy đầu như trống lắc, nhảy một cái ôm lấy lăng hàn thật chặt. nếu không muốn rời lăng hàn, không được, thanh y lão ẩu cầm cây gậy trong tay nặng nề gõ một cái. Ngươi lưu lại nơi này, không chỉ nguy hiểm với mình, hơn nữa còn sẽ liên lụy tiểu tử này bà lão này xem như thấy rõ chỉ khuyên hổ nữ là vô dụng nhất định phải kéo lăng hàn vào hổ nữ nhất thời lộ ra vẻ nghiêm túc không chơi xấu nữa tất cả mọi người khiếp sợ nghe khẩu khí của đối phương sao ngay cả sáng thế cảnh cũng không thể tự vệ các ngươi biết quá nhiều thanh y lão ẩu lộ ra hung quang tay trái nhẹ nhàng phất một cái đùng 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 người xung quanh toàn bộ nổ thành mưa máu lăng hàn xem thời cơ nhanh vội vàng thu loạn tinh nữ hoàng vào trong hắc tháp lúc này thực không thể bận tâm sẽ lộ ra bí mật của hắc tháp. Có điều, thánh nhân có thể sáng thế, mở ra không gian chân chính. Có thể chế tạo không gian thần khí, hẳn sẽ không để cho lão bà tử này đỏ mắt a. À. Quả nhiên, thanh y lão ẩu chỉ nhìn chằm chằm lăng hàn một chút nói. Tiểu tử, cầm miệng của ngươi lại, không nên nói lung tung khắp nơi. Bà lão này thực là lòng dạ độc ác, hổ nữ ra tay còn có thể nói là vì lăng hàn hả giận, nhưng nàng vì bảo mật, tiện tay liền diệt hơn 20 cường giả tinh thần cảnh ở nơi này. Mà rõ ràng là bản thân nàng nói lỡ miệng, thậm chí không thể nói là lộ, bởi vì căn bản không có tiết lộ bí mật gì. Những người này thực sự là chết quá oan. Số lão thái bà, người dám uy hiếp lăng hàn của nữ, nữ muốn đẩy ngươi đi biên cương, làm khổ sai. Khổ nữ giận dữ, kích chỉ về thanh y lão ẩu. Thanh y lão ẩu bất đắc dĩ, ai bảo tiểu tổ tông này là người thừa kế của côn bằng cung chứ? Nàng suy nghĩ một chút mới nói. Cho người ba ngày thời gian, ba ngày sau, nhất định phải cùng lão thân trở lại. Con người của hổ nữ đảo một vòng nói. Thật, sau đó hai tay huy động liên tục. Xú lão thái bà đi mau đi mau, nhìn ngươi liền phiền. Thanh y lão ẩu hư một tiếng, quay người lại cất bước, cả người liền biến mất rồi. Lúc này, chỉ thấy có càng nhiều thân ảnh từ đằng xa chạy lại, có bay ở trên trời, có chạy trên đất. Đó là các cường giả tham gia bán đấu giá, động tính nơi này quá lớn, để bọn họ đều thả xuống bán đấu giá tới xem tình huống một chút. đi, hồ níu kéo lăng hàn, veo, trong nháy mắt ngàn tỷ giảm biến mất không còn tâm tích. khi mọi người chạy tới, liền nhìn thấy nơi này đã hóa thành phế tích. mơ hồ có thể cảm giác được máu tươi nơi này tràn ngập khí tức mạnh mẽ. thậm chí để bọn họ không dám tới gần, điều này làm cho bọn họ có một suy đoán đáng sợ, làm thế nào cũng không thể tin được. ở tinh hệ này, có người có thể uy hiếp được tam nguyên thượng nhân sao? nhưng lẫm thiên tông bị đánh nổ một mảnh lụn bại tam nguyên thượng nhân lại chạy đi nơi nào cái này thành một huyết án vĩnh viễn không có đáp án ngàn vạn năm sau cũng không người nào biết ngày đó đến cùng xảy ra chuyện gì lăng hàn có nhớ nữ hay không nơi cực xa lăng hàn cùng hổ nữ ngồi ở trên một khối nham thạch nhìn biển thiếu nữ tựa ở trong ngực lăng hàn đầy mặt đều là vẻ không muốn xa rời dĩ nhiên nhớ lăng hàn cười nói ta còn nghĩ chờ ta đạt đến nhật nguyệt cảnh liền bắt đầu tìm ngươi không nghĩ tới ngươi tìm được ta trước hổ nữ nhất thời cười hì hì nói ngươi là không tìm được nữ đâu tại sao lăng hàn hỏi hổ nữ suy nghĩ một chút nói bởi vì nữ ở tiên vực hiện tại ngươi còn đi không được tiên vực này là nơi nào lăng hàn hỏi khạc thanh y lão ẩu vô thanh vô tức xuất hiện nhà đầu nếu ngươi nói quá nhiều chỉ có thể hại tiểu tử này dựa vào âm hồn bất tán hổ nữ chu mỏ một cái nói biết rồi nàng để sát vào tai Lăng Hàn, thấp giọng nói, Lăng Hàn, chúng ta sinh hầu tử đi. Phốc, Lăng Hàn nhất thời phun ra ngoài, thanh y lão ẩu cũng đồng dạng lửa giận mút trời nói. Nhà đầu, người lại còn như vậy, lão thân liền giết tiểu tử này. Các ngươi thực sự là chơi không vui, nói đùa thôi mà. Hổ nữ hừ nói, nhưng Lăng Hàn cùng thanh y lão ẩu đều có thể khẳng định, cô nàng này tuyệt không phải nói đùa mà thôi, nàng hoàn toàn làm được. Lăng Hàn suy nghĩ một chút nói đi về trước đi, nếu không mọi người sẽ lo lắng. Đều do người đấy, số lão thái bà, hổ nữ bất mãn nói, nàng con muốn nhân cơ hội đẩy ngã lăng hàn, sinh một nhi tử so với lăng kiến tuyết càng thêm đáng yêu, không nghĩ tới số lão thái bà nói không giữ lời, vẫn ở trong bóng tối theo dõi. Thanh y lão ẩu hừ lạnh một tiếng, nàng thừa nhận, lăng hàn có thể trong thời gian ngắn như vậy tu luyện tới cảnh giới bây giờ không đơn giản, nhưng nói đến muốn xứng với cung chủ của côn bằng cung, vậy thực sự là kém quá nhiều hoàn toàn không có một chút xíu độ khả thi lăng hàn cùng hổ nữ đi tới hiệu buôn mặc thị lăng hàn đám người thủy nhạn ngọc lập tức ra đón bọn họ đều nghe nói lấm thiên tông vừa phát sinh đại sự tự nhiên lo lắng lăng hàn hiện tại nhìn thấy hắn vô sự cuối cùng thở phào nhẹ nhõm thủy nhạn ngọc muốn quăng vào trong lồng ngực của lăng hàn nhưng chỉ có thể bay ra lại bị hổ nữ nắm cổ đằng đằng sát khí nói lăng hàn đại yêu tinh này muốn ám sát ngươi nữ giết cho ngươi a à. hồ đồ Lăng Hàn vội vàng lắc đầu, nhà đầu này chua ngoa vẫn trước sau như một. Hổ nữ không khỏi biểu môi, con người xoay chuyển, ở lúc đi nàng nhất định phải mang đại yêu tinh này, sao có thể yên tâm để nàng ở lại bên người Lăng Hàn chứ? Ô, hổ nữ, phong phá vân, mộ dung thanh, hách liên thiên vân đều kinh hô, bọn họ tận mắt nhìn hổ nữ rời đi, không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện. chương 1276 tiên vực, hổ nữ không để ý tới, trong mắt nàng chỉ có Lăng Hàn, những người khác đều không có đặt ở trong lòng nàng. Ô, nàng chính là hổ nữ. Đinh Bình kinh ngạc, hắn nghe sư phụ cùng mấy vị sư bá nhắc qua hổ nữ. Oa, tiểu nữ thật đẹp, lão nhân sâm chạy đến nơi này, nhìn thấy hổ nữ, không khỏi chảy nước miếng, cô nàng này cũng quá xinh đẹp. Hắn sắc đảm bao thiên, lập tức nhào tới hổ nữ. Cô nàng, để sâm ra kiểm tra thân thể ngươi một chút, xem phát dục như thế nào. Đùng, lão nhân sâm vừa định trêu chọc lưu manh, nhưng cảm giác thân thể căng thẳng, đã bị hổ nữ bắt. Hắn vừa ngẩng đầu, chỉ thấy mỹ nữ tuyệt sắc kia đột nhiên không còn hình tượng, miệng nhỏ mở to, nước miếng ảo ảo chảy xuống. Lăng Hàn, Lăng Hàn, người xem, nữ bắt được một lão xâm vương nè. Hổ nữ vẫn là kẻ tham ăn như cũ, nàng một bên lau nước miếng, một bên nhìn chung quanh. Ô, nồi đâu, nhanh cầm nồi đến, nữ muốn nấu lão nhân xâm này. Cứu mạng A, lão nhân xâm nhất thời sợ đến kêu thảm thiết, tên này làm sao không theo lẽ thường an bài A. À? Lăng Hàn cười cợt nói, lão nhân sâm này còn có tác dụng, trước tiên không nên động hắn. Ồ, hổ nữ lòng không cam tình không nguyện gật đầu, sau đó có kè mặc cả. Vậy thì ăn một nửa, có được hay không? Không được, lão nhân sâm vội vã kêu lên, này là người nào A, à? không nhìn thấy hắn đã tu thành sâm vương sao, được thiên địa tạo hóa, người phải quỷ bái mới đúng A. À? Hổ nữ làm sao để ý đến hắn, mắt ba ba nhìn Lăng Hàn lăng hàn cười ha ha nhìn lão nhân sâm nói gặp phải kẻ tham ăn này người muốn không lột lớp ra cũng không được cống hiến ra mấy cây dâu nhân sâm đi nếu không kẻ tham ăn này sẽ không bỏ qua lão nhân sâm bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là nhịn đau nhổ xuống mấy cây dâu nhân sâm cho lăng hàn hắn lấy nồi lại gia nhập thêm rất nhiều thịt yêu thú thần dược hầm thành một nồi canh thập toàn đại bổ thơm quá tuy hổ nữ đã là sáng thế cảnh nhưng ở điểm ăn ngon là không biến hóa chút nào thời điểm lăng hàn nấu nàng liền nhảy nhót tương bừng, nào có một chút xíu dáng dấp của thánh nhân, hoàn toàn chính là một con hầu tử. Mọi người nghe lăng hàn nói hổ nữ tu thành thánh nhân, mỗi một người đều suýt chút nữa té xỉu. Tại thần giới, thánh nhân liền đại biểu điểm cuối của võ đạo, là thiên hạ mạnh nhất. Nhưng hổ nữ lại ở trong vòng mấy năm ngăn ngắn tu đến cảnh giới này, để người ta làm sao tiếp thu. Nhưng lăng hàn sẽ không lừa bọn họ, mặc dù mọi người cùng một chỗ ăn thịt ăn canh, nhưng tất cả mọi người như ở trong mơ, hoảng hoảng hốt hốt ba ngày sau đó hổ nữ cả ngày dính chung với lăng hàn vắt hết óc muốn cùng lăng hàn bỏ trốn nhưng chỉ cần nàng có ý định này thanh y lão ẩu liền sẽ xuất hiện bổng đánh nguyên ương ngăn cản hổ nữ hồ đồ yên tâm tuy hiện tại ta còn không biết thiên vực ở đâu là nơi nào nhưng ta nhất định sẽ đi lăng hàn kiên định nói không chỉ vì tìm kiếm hổ nữ cha mẹ nhi tử các hồng nhan đều ở nơi đó nữ tin tưởng ngươi hổ nữ gật đầu chỉ cần lại kiên trì mấy trăm năm lăng hàn nhất định có thể tiến vào tiên vực nàng lấm lét nhìn trái phải một hồi nói nữ nói cho ngươi một ít bí mật a à, tuy hổ nữ làm việc rất vô căn cứ nhưng cuối cùng cũng coi như biết nặng nhẹ nàng nói cho lăng hàn một ít bí ẩn võ đạo đồng thời nàng còn thay lăng hàn cải tạo xuyên vân toa để năng lực đi trong tinh không của nó tăng lên to lớn đồng thời còn có thể chứa được trận pháp tinh đồ đối với một sáng thế cảnh mà nói đây là chút lòng thành ba ngày nay lăng hàn liều mạng rút lấy các loại tri thức để cho thời gian trung đụng của hắn và hổ nữ cũng không nhiều. Ngày thứ tư, thanh y lão ẩu xuất hiện, trực tiếp nắm lên hổ nữ oa oa kêu thảm thiết liền đi, một bước liền biến mất ở trong thiên địa. Đương nhiên, ở dưới sự yêu cầu mãnh liệt của hổ nữ, Thủy Nhạn Ngọc tự nhiên cũng bị bắt đi. Cô nàng này chua ngoa siêu cường, nếu không phải hồ phỉ vân còn ở trong hắc tháp, nàng khẳng định cũng khó thoát vận mệnh bị mang đi. Lăng Hàn nghe mùi thơm cơ thể của hổ nữ lưu lại trên người, có một loại cảm giác như ở trong mơ lần này hổ nữ xuất hiện đối với hắn tạo thành xung kích rất lớn hắn lập tức tiến vào hắc tháp gặp vô tương thánh nhân tiền bối trên sáng thế cảnh có còn tầng thứ mới hay không hắn trực tiếp hỏi vô tương thánh nhân lập tức nói không thể thánh nhân chính là điểm cuối võ đạo không thể tiến thêm một bước nữa tiền bối có từng nghe nói qua tiên vực lang hàn lại hỏi tiên vực vô tương thánh nhân lẩm bẩm nếu như bây giờ hắn còn có thực thể tin tưởng trên mặt khẳng định rất mờ mịt ai trong một tiếng thở dài, tiểu tháp xuất hiện, nguyên bản cũng không muốn để ngươi biết nhanh như vậy, nhưng nếu ngươi đã biết vụn vặt rồi, vậy đơn giản nhiều nói cho ngươi một ít, miễn cho ngươi tâm khó yên tĩnh. Ngươi biết, lang hàn cả kinh, tiểu tháp không để ý tới hắn, tự nhiên nói, trên sáng thế cảnh, tự nhiên còn có cảnh giới cao hơn, mà tiên vực chính là chỗ ở của những người này. Không thể, vô tương thánh nhân lập tức kinh ngạc thốt lên, tiên vực đến tột cùng ở nơi nào, lang hàn hỏi. Hắn là từ tiểu thế giới đi ra, đã có một thần giới ngự trị ở trên tiểu thế giới vậy tại sao không thể có tầng thứ cao hơn tiểu tháp bình tĩnh như giếng cổ nói ngươi chỉ có đạt đến sáng thế cảnh đỉnh cao đồng thời nắm giữ lực lượng sáng thế cùng diệt thế mới có thể mở ra đường đi tiến vào tiên vực bằng không người vĩnh viễn không thể tìm tới lực lượng sáng thế cùng diệt thế trong lòng lăng hàn nhảy một cái thánh nhân là lực lượng của sáng thế mà ma chủ là lực lượng diệt thế phải đồng thời nắm giữ quy tắc trí cao của thần minh hai giới, lúc này mới có thể tiến vào tiên vực. Đây là thế giới cấp độ càng cao hơn sao? Lăng Hàn hỏi, không, tiên vực là một bộ phận của thần giới, chỉ là bị phong ấn mà thôi. Tiểu tháp nói, vô tương thánh nhân ở một bên ngây người như phóng, tuy hắn từng là thánh nhân, nhưng vẫn bị chuyện như vậy xung kích đến tê cả ra đầu. Nha, hiện tại hắn cũng không ra đầu, nói chung, chấn kinh đến không được. Bị phong ấn, bị ai phong ấn, tại sao muốn phong ấn? Lăng Hàn truy hỏi ta cũng chỉ thức tỉnh một chút ký ức, người hỏi nhiều cũng vô dụng. Lúc này tiểu tháp không có lại đáp, lạnh nhạt nói. chương 1277, vị trí của ngũ tông. Người trước tiên tăng cảnh giới lên, cùng lúc nắm giữ lực lượng sáng thế diệt thế, tự nhiên có thể tiến vào tiên vực, tìm ra đáp án. Lăng Hàn chậm rãi gật đầu, đồng thời bay lên một cảm giác gấp gáp mãnh liệt. Hiển nhiên, mặc kệ là hắc tháp hay bất diệt thiên kinh, đều đến từ tiên vực, nếu không, hắc tháp chỉ là không gian thần khí, chức năng cũng quá kinh người đi, có thể đề cao thần dược, có thể để cho hắn ẩn nấp vô hình, bản thân, vạn pháp bất xâm. Bởi vì, quy tắc thiên địa luyện chế hắc tháp ở trên thần giới. Như vậy, lúc trước chủ nhân cũ của hắc tháp khẳng định cũng là bị cường giả tiên vực đả thương, đánh chết, đại địch như vậy đang ở tiên vực chờ hắn. Đừng nhìn tu vi hắn tinh tiến mãnh liệt, nhưng so sánh với hổ nữ liền biết, ở tiên vực muốn đạt đến sáng thế cảnh thực là phi thường phi thường đơn giản. Đương nhiên, Côn bằng cung là đại giáo, thế lực bình thường hẳn không đáng sợ như hổ nữ, hơn nữa, tiền thân của hổ nữ cũng là cường giả tuyệt thế, hai người kết hợp mới có tiến cảnh khủng bố như hổ nữ bây giờ. Nhưng có thể tưởng tượng, trong tiên vực khẳng định có vô số thiên tài siêu cấp, cường giả càng không thể tưởng tượng. Mà hắn, có khả năng phải giao đấu với thiên tài của tiên vực, cuối cùng càng ác chiến với cường giả tiên vực. Cái này chơi rất vui, không phải sao, lang hàn nhiệt huyết sôi trào, chiến ý như ca, ai có thể nghĩ tới. Lẫm Thiên Tông đã từng vô địch lại ở trong một ngày sụp đổ. Tam Nguyên Thượng Nhân không thấy, 24 cường giả tinh thần cảnh cũng toàn bộ biến mất, muốn nói không phải chết, vậy thì thật là khó có thể tin tưởng được. Tuy Lẫm Thiên Tông vẫn nói không xưng bá, nhưng một vị cường giả hằng hà cảnh đặt ở đó, lực chấn nhiếp đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ tinh hệ. Hiện tại cường giả Lẫm Thiên Tông trong một ngày toàn bộ biến mất, cái này tự nhiên khiến cả tinh hệ hỗn loạn. Siêu cấp chiến tranh bạo phát, thậm chí tinh cầu xâm lấn tinh cầu, mà không chỉ giới hạn ở một đại lục. Nhưng ở trong đại chiến như vậy, cường giả chân chính sẽ bộc lộ tài năng, trong cục diện hòa bình làm sao có khả năng xuất hiện tuyệt thế thiên kiêu. Nguyên đệ tử của lẫm thiên tông tự nhiên dồn dập dẹp đường hồi phủ, ai về nhà nấy. Lăng Hàn tạm thời ở lại phi vân tinh, mặc ra đang vận dụng các loại quan hệ giúp hắn tìm kiếm tâm tích của ngũ tông, nhưng cái này cần thời gian, có điều Lăng Hàn cũng phải trước tiên đột phá nhật nguyệt cảnh, sau đó mới xuất phát, bởi vậy cũng không cần phải gấp hổ nữ nói cho lăng hàn một ít huyền bí võ đạo tỉ như vận dụng sơn hà nhật nguyệt tinh thần cái này cũng không chỉ là dùng để tồn trữ lực lượng còn có thể trực tiếp lấy ra trấn áp đối thủ thậm chí còn có thể hình thành thế giới của mình tỉ như thả sơn hà ra về đối thủ ở trong khu vực này mà nhật nguyệt tinh thần không thể nghi ngờ sẽ càng mạnh mẽ hơn cấp độ võ đạo của vùng tinh vực này thực quá thấp vì vậy võ giả khai phá bản thân đương nhiên cũng cực kỳ lạc hậu bằng không phóng tới trong tinh vực đẳng cấp cao, đây là chuyện không thể nào. Hóa ra, sức chiến đấu của ta còn có thể tăng lên rất nhiều. Lăng Hàn lẩm bẩm nói, hắn áp chế tu vị cùng đám người đinh bình, phong phá vân giao thủ, cảnh giới mọi người giống nhau, nhưng Lăng Hàn thả sơn hà ra, tiến hành chấn áp, nhất thời để sức chiến đấu tăng mạnh, bởi vì tương đương với chiến đấu ở trong thế giới của hắn, vậy nhất cử nhất động tự nhiên đều ở trong lòng bàn tay của hắn, mà hắn cũng có thể không ngừng đi ảnh hưởng đối thủ. Hiện tại, dù ngàn vạn sơn hà cảnh liên thủ vây công ta ta cũng có thể phân hóa bọn họ đánh tan từng cái đối với khai phá tiềm lực vùng tinh vực này quả thực còn dừng lại ở thời kỳ nguyên thủy có điều trước đó tam nguyên thượng nhân hiển nhiên là thả hằng hà ra ngoài hình thành một đạo ngân hà bảo vệ dương hảo nghĩ đến hắn là ở chiến trường hai giới chiến đấu học được bí thuật như vậy nhưng hắn cũng không có truyền thụ cho đệ tử trong tông có lẽ chỉ có đệ tử chân truyền của hắn mới có thể được truyền thừa bí thuật như vậy lăng hàn không phải loại người ham giấu làm của riêng tuy hắn vẫn không có rộng lượng đến chuyển bí thuật như vậy cho mỗi người nhưng bọn người phong phá vân mộ dung thanh đinh bình là được hắn vô tư truyền thụ mặt khác hồ phỉ vân tự nhiên cũng được truyền thụ nàng học tương đương với loạn tinh nữ hoàng học còn nữ hoàng đại nhân có thể truyền cho những người khác hay không lăng hàn không có để ở trong lòng đây chỉ là một loại bí quyết vận dụng sơn hà nhật nguyệt tinh thần cũng không phải bí mật bất truyền gì sau mấy ngày loạn tinh hoàng triều phái tinh thuyền tới đón võ giả của bổn quốc về bọn người hồ phỉ vân lệ vi vi dồn dập bước lên đường về lăng hàn vốn muốn làm thịt triệu luân nhưng tên này lại chạy rất nhanh đã sớm mượn thương thuyền trở về hợp ninh tinh đám người phong phá vân mộ dung thanh thì lại không về hợp ninh tinh bọn họ muốn cùng lăng hàn đi tìm ngũ tông bọn họ đều từ tiểu thế giới đi ra đương nhiên sẽ không quên ngũ tông đã từng tạo nghiệt mọi người đều đang liều mạng khổ tu một khi biết vị trí tinh vực của ngũ tông bọn họ sẽ tới Đến thời điểm đó, miễn không được một phen huyết chiến, vậy thực lực của mỗi người đương nhiên càng mạnh càng tốt. Bởi vì thế lực bá chủ Lẫm Thiên Tông ngã xuống, hai đại bá chủ trên Phi Vân Tinh là Tứ Hải Hoàng triều cùng Thiên Quân Hoàng triều rốt cục mạnh mẽ lên, ngầm chiếm địa bàn thuộc về Lẫm Thiên Tông, cái này tự nhiên cũng miễn không được một phen đại chiến. Nhưng cái này không quan hệ tới Lăng Hàn, hắn bảo vệ mảnh đất nhỏ của mình, lợi dụng hiệu buôn mặc thị thay hắn kiếm lượng lớn thần thiết cấp 4, tăng lên cấp bậc cho tiên ma kiếm. Trước khi xuất phát tìm kiếm Ngu tông, hắn có hai mục tiêu, thứ nhất đột phá đến nhật nguyệt cảnh, thứ hai, tăng tiên ma kiếm lên tới cấp 5. Hắn đã tu đến cực hạn của Sơn Hà Cảnh, nhưng muốn đột phá nhật nguyệt cảnh cũng không phải một sớm một chiều có thể làm được, điều này cần tích lũy, không chỉ tích lũy cảm mộ cảnh giới, còn có nguyên lực. Từ Sơn Hà Cảnh bước vào nhật nguyệt cảnh, bước đi này tăng lên quá to lớn, bởi vậy cũng cần tích lũy thâm hậu, bằng không mạnh mẽ đột phá, vậy sẽ để cho mình bị hấp thành thây khô. Một bên lăng hàn tích lũy, một bên chuẩn bị thần dược cho mình, vạn nhất tích lũy không đủ cũng có thể dựa vào lượng lớn thần dược bổ sung, không đến nối hút khô tinh khí của mình, vậy cũng quá thảm. Chương 1278, dung hợp lực lượng lôi đình. Hắn cũng không có thời gian đi tu đan đạo, trên căn bản mỗi ngày đều ngồi ở dưới luân hồi thụ, một bên đánh bóng sơn hà cảnh đến mức độ hoàn mỹ, một bên thăm dò nhật nguyệt đại đạo. Chớp mắt một cái, nửa năm trôi qua. Với thần linh mà nói, nửa năm thực như một cái chớp mắt nhưng đối với đám người Lăng Hàn mà nói, là hơn 100 năm ngộ đạo. Lăng Hàn đã có đầy đủ tự tin có thể đột phá nhật nguyệt cảnh, mà lúc này, mặc ra rốt cuộc đưa tới một tin tức tốt, bọn họ tìm được vị trí của ngũ tông. Vân Đính Tinh, ở trường Quang Tinh Vực, cách phi Vân Tinh chừng hơn 200 năm hành trình. Đây là khoảng cách cực kỳ dài, bằng không mặc ra cũng sẽ không bỏ ra lâu như vậy mới dò thăm được, bọn họ cũng thông qua một loạt thương nhân của các tinh hệ, đem tua vòi lan tràn ra ngoài, mới rốt cuộc biết được vị trí của ngũ tông cũng còn tốt, hổ nữ cải tạo xuyên vân toa, tốc độ không biết nhanh hơn tinh thuyền bình thường bao nhiêu lần, hơn nữa còn có tinh đồ, không cần phải lo lắng ở trong tinh vũ lạc mất phương hướng. Gần như cần 2 năm thời gian, rất tốt, Lăng Hàn bắt đầu sung kích nhật nguyệt cảnh, 7 ngày sau, hắn liền mở ra một cánh cửa lớn hoàn toàn mới, một mặt trời đỏ xuất hiện trong đan điền, mà thiên kiếp cũng đúng lúc hưởng ứng. Lăng Hàn lại bắt đầu quá trình thống khổ, tự đánh nát thần cốt, ở dưới thiên kiếp rèn luyện, nâng cao một bước. Mà bán đấu giá 4 do thiên nguyên chân dịch, lượng lớn cổ đan phương, cũng thích lũy cho lăng hàn lượng lớn của cải, không chỉ trả hết nợ cũ, còn dư lại rất lớn, hiện tại toàn bộ đổi thành thần thiết cấp 4, dùng để cho tiên ma kiếm nuốt chừng. Cho đến lúc này, lăng hàn mới để tiên ma kiếm cắn nuốt một khối thần thiết cấp 4 cuối cùng, đạt đến mức độ biến chất, bước vào cấp 5. Người và kiếm, cùng một chỗ trải qua thiên kiếp, âm âm âm, chấp giật đan dệt, cực kỳ đáng sợ, lăng hàn hóa thành xương vỡ mà tiên ma kiếm cũng hiện ra từng vết nứt, nhưng không có tách ra, mà từ trong đó không ngừng chảy ra gì sắt. Đó là cặn bã, phế vật vô dụng, thanh thần kiếm này thật giống như sinh ra linh trí của mình, chủ động tiến hóa. Chấp giật hóa thành mưa bão, hoàn toàn ngăn trở lăng hàn cùng tiên ma kiếm, hào quang óng ánh diệu chiếu tinh vũ. Lăng hàn độ khiếp, ở trong thiên lôi rèn luyện, tăng lên cảm ngộ đối với đại đạo. Thiên kiếp đại diện cho lực lượng mạnh nhất của thiên địa đại đạo, nếu như có thể cảm ngộ đại đạo như vậy, đối với sức chiến đấu bản thân tăng lên rất to lớn. Lăng hàn ngộ đạo của mình, hắn đã nắm giữ hình thức ban đầu của lôi đỉnh kiếm pháp, nhưng cái này có tiếng không có miếng, chỉ là bởi vì môn kiếm pháp này có hai loại đặc tính là nhanh cùng lực phá hoại to lớn, mới được hắn mệnh danh là lôi đỉnh kiếm pháp. Nếu như còn có thể dung hợp lực lượng thiên lôi, vậy lôi đỉnh kiếm pháp mới xứng danh. Thiên lôi nhanh bực nào, nếu còn có thể lại gồm cả đặc tính như vậy thì sẽ ra sao? Tuy lăng hàn hóa thành nát cạn, nhưng thần thức vững chắc, bất diệt thiên kinh rèn luyện thần hồn của hắn cực kỳ mạnh, cho dù thoát ly hình thể hóa thành một quả cầu ánh sáng, mặc cho thiên kiếp oanh kích cũng không hư. kỳ thực cường độ thần hồn của hắn đã đạt đến trên nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị, dưới trung cực vị, vậy lực lượng lôi đình của nhật nguyệt cảnh sơ kỳ đương nhiên không thể thương tổn được. ở trong thiên kiếp, hắn có thể thể ngộ lực lượng lôi đình tốt hơn, như thẳng tới bản chất. đáng tiếc, thiên kiếp đến quá ít, hơn nữa thời gian cũng không đủ dài. lang hàn thầm nghĩ, nhưng hắn đột nhiên linh cơ hơi động cá nhân ta có thể qua thiên kiếp như vậy mấy lần, chẳng lẽ không thể mượn thiên kiếp của người khác sao? Nếu ta có thể nắm giữ lôi đình, vậy bất kể là kiếm pháp chịu uy hay thân pháp, đều sẽ xuất hiện tăng lên to lớn. Nửa ngày sau, lôi vân đầy trời tiêu tan, lăng hàn vận chuyển một giọt bất diệt chân dịch, thân thể lập tức hoàn toàn khôi phục, mà hắn cũng cảm giác được bản thân có biến hóa rõ ràng. Nhật nguyệt cảnh, lực lượng của hắn so với trước khi độ kiếp mạnh mẽ hơn chỉ ít trăm vạn lần. Quả nhiên, đây là một bình cảnh lớn, sau khi vượt qua lực lượng của ta nguyên bản có thể vượt qua thập tinh hiện tại chỉ còn dư lại lục tinh muốn một lần nữa nắm giữ lực lượng vượt qua thập tinh vậy nhất định phải tu thành nhật nguyệt cảnh cực cảnh có điều cũng chỉ có người tu ra sơn hà cực cảnh ở trước nhật nguyệt cực cảnh nắm giữ lực lượng lục tinh hơn nữa còn phải là đạt đến sơn hà cực cảnh đỉnh cao sơn hà cảnh phổ thông nhiều nhất nắm giữ lực lượng vượt qua tứ tinh chỉ có tu thành cực cảnh mới có thể vượt qua tứ tinh xem thành tựu đạt được ở trong cực cảnh lực lượng cũng sẽ dao động từ tứ tinh đến lục tinh. Bây giờ lực lượng của ta có thể sánh ngang nhật nguyệt cảnh trung cực vị hậu kỳ, có điều, đây chỉ là lực lượng, ở trên nắm giữ quy tắc thiên địa ta vẫn là nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị sơ kỳ, bởi vậy, coi như thêm vào một ít bí pháp, sức chiến đấu của ta cũng vượt qua cái sáu, bảy tinh. Vì lẽ đó, thế nhân đều nói thiên tài ngũ tinh ở trong truyền thuyết, cái này mặc dù có chút quá, nhưng kỳ thực rất có đạo lý, bởi vì người tu ra cực cảnh thực quá ít. Ồ, Lăng Hàn sướng sờ nói, tiểu tháp sao hắc tháp không có thay đổi hắn đột phá đại cảnh giới nha sao hắc tháp còn không mở ra một tầng mới để ngũ hành đầy đủ còn phải tăng lên một cảnh giới tiểu tháp hiếm thấy cho một giới hạn rõ ràng cái gì lăng hàn suýt chút nữa nhảy lên phải đến tinh thần cảnh mới có thể mở ra tầng thứ năm đây chẳng phải là nói ta đạt đến sáng thế cảnh cũng mới có thể mở ra nhiều nhất tầng thứ bảy sai đạt đến sáng thế cảnh người chỉ có thể mở ra tầng thứ sáu tiểu tháp đàng hoàng trịnh trọng nói lăng hàn kinh ngạc vậy còn có ba tầng phải ở tiên vực mới có thể mở ra ừm tiểu tháp trước sau lay động đây là ý tứ nó gật đầu vì lẽ đó ngươi chăm chỉ tu luyện chờ hắc tháp mở ra toàn bộ ta cũng có thể khôi phục hết thảy ký ức lăng hàn suy nghĩ một chút nói nói như vậy trí nhớ của ngươi cũng không có bị xóa sạch mà là bị phong ấn có thể nói như vậy tiểu tháp lạnh nhạt nói thiếu niên nỗ lực tu luyện ngẫm lại xem ngươi ở sáng thế cảnh đột phá liền có thể tiến vào tiên vực, mà ở trong trí nhớ mơ hồ của ta, người trong tiên vực đều vĩnh hằng. chương 1279, Tổ địa cửu xà thượng. Cái gì, lăng hàn kinh hãi, cường giả tiên vực lại nắm giữ tuổi thọ vô hạn, vậy tiên vực này sẽ cường đại cỡ nào? Cường giả có thể tu luyện 10 ức, 10 tỷ, ngàn tỷ năm, trở nên càng ngày càng mạnh. Chẳng trách sẽ có trí bảo như luân hồi thụ, sáng thế cảnh cũng chờ không nổi 12 ngàn tỷ năm, nhưng cường giả tiên vực chờ nổi. Có điều, người cũng không nên nản trí, tuy tuổi thọ của cường giả tiên vực vô hạn, nhưng vẫn có thiên nhân ngũ suy, không vượt qua được, cũng bị chém xuống như thường. Tiểu tháp lạnh nhạt nói, tuổi thọ vô hạn, cũng không phải vĩnh hằng bất diệt. Lăng Hàn gật đầu, chủ nhân cũ của hắc tháp hẳn là cường giả tiên vực, nhưng còn không phải ngã xuống đó sao. Thiếu niên, nhanh chạy về hướng Thái Dương đi. Tiểu tháp nói, Lăng Hàn không nói gì, hắn phát hiện cái khí linh này càng ngày càng có bản chất xấu bụng. Hắn quay lại chấn nhỏ, nếu đã vượt qua thiên kiếp bước vào nhật nguyệt cảnh vậy hắn cũng nên xuất phát đi tới vân đính tinh có điều đám người phong phá vân liên tiếp đột phá để lăng hàn chỉ có thể chậm lại một chút chờ cao chiều đột phá qua lại xuất phát phong phá vân cùng mộ dung thanh đều bước vào sơn hà cảnh trung cực vị hách liên thiên vân thì bước vào đại cực vị mà đinh bình khuếch đại nhất đạt đến đại viên mãn cái này nói ra tuyệt đối sẽ hù chết người ngăn ngắn mấy năm mà thôi nhưng tốc độ tinh tiến lại khủng bố như thế cần phải biết rằng có đan dược cuồn cuộn không ngừng của lăng hàn tăng lên tích lũy nguyên lực có luân hồi thụ mộ đạo cái này nếu như vẫn chưa thể đạt được tiến cảnh kinh người vậy đám người phong phá vân còn có tư cách xưng thiên tài sao lăng hàn cũng không nhàn rỗi bọn họ độ kiếp lăng hàn liền theo bên cạnh theo người khác chuyện này quả thật là hành vi tìm đường chết cái gì không chơi lại đi chơi thiên kiếp nhưng ở lăng hàn mà nói hắn không cần đổ nát thần cốt rèn luyện bản thân chỉ cần quan sát lực lượng của thiên kiếp tự nhiên một chút khổ sở cũng không có, chỉ cần tĩnh tâm nghiên cứu là được. Bốn chàng thiên kiếp hạ xuống, lăng hàn ở dưới luân hồi thụ bế quan ba ngày, thời điểm hắn mở hai mắt ra, lại có một ánh chấp lấp lóe. So với lôi đình thuật ta nắm giữ hiện tại, lôi động cửu thiên quả thực chính là cặn bã. Lăng hàn lắc đầu, dù sao lôi động cửu thiên chỉ là công pháp cấp thấp nhất của thần giới, nhưng thiên kiếp là thiên địa đại đạo diễn hóa, này có thể so sao. Theo cảnh giới của ta càng ngày càng cao, vượt thiên kiếp tự nhiên cũng càng ngày càng lợi hại vậy ta nắm giữ lực lượng lôi đình cũng sẽ càng ngày càng mạnh lấy thiên địa vi sư lập đạo của bản thân ta ánh mắt của lang hàn kiên định con đường hắn phải đi trở nên càng ngày càng rõ ràng nếu tất cả mọi người vượt qua thiên kiếp trong thời gian ngắn là không thể có thêm đột phá lang hàn liền quyết định xuất phát chỉ là hắn vẫn chưa lên đường lại bất ngờ gặp phải một người tiễn đưa loạn tinh nữ hoàng không phải phân thân mà là chủ thân của nàng ngươi phải đi nàng hỏi trên khuôn mặt tuyệt thế bao phủ trong hỗn độn khí ngữ khí bình tĩnh nghe không ra một chút xíu gợn sóng mạnh đến tinh thần cảnh tự nhiên có thể khống chế tâm tình của mình lang hàn nhoẻn miệng cười nói nguyên bản còn muốn tiện đường đi hợp ninh tinh tạm biệt ngươi không nghĩ tới ngươi lại đến rồi loạn tinh nữ hoàng tản đi hỗn độn khí trên mặt lộ ra dung nhan tuyệt thế đặc biệt là phong tình mê người ngay cả hổ nữ về mặt dung mạo không kém nàng nhưng nói đến phong tình lại kém không chỉ một bậc dù sao hổ nữ còn nhỏ phong tình chưa mở tương lai không hẳn sẽ thua nàng nhưng hiện tại loạn tinh nữ hoàng tuyệt đối là đệ nhất họa thủy không có một trong ánh mắt của lăng hàn không khỏi sáng ngời họa thủy này thực sự là chăm xem không chán hơn nữa thời điểm đi cùng với nàng một cách tự nhiên sẽ quên bất kỳ người nào khác chỉ có thể chứa được nàng đây chính là mị lực của nữ hoàng trẫm muốn hỏi ngươi một ít chuyện nàng nghiêm nghị nói kha kha sao cùng ta đàng hoàng trịnh trọng như thế lăng hàn cười nói ánh mắt hơi lườm xuống có phải là không ngoan muốn bị chỉnh đốn một chút không loạn tinh nữ hoàng biết hắn nhìn chằm chằm nơi nào của mình không khỏi làm cho nàng xấu hổ tuy lúc trước bị đánh đòn không phải chủ thân của nàng nhưng thần thức của nàng chủ đạo tự nhiên là cảm động lây hiện tại bị lăng hàn cố ý dùng con mắt nhìn chăm chú như thế nàng chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát không khỏi đỏ ửng khinh bạc chấm không sợ chấm chân áp ngươi sao nàng hư một tiếng bày biện bá đạo của nữ đế Lăng Hàn ho khan một hồi, chắp tay nói, bái kiến ngô hoàng, quá không có thành ý. Loạn tinh nữ hoàng tùy ý nhấc tay nói, quên đi, chấm có chuyện quan trọng hỏi ngươi. Nghe nàng hai lần nói như vậy, Lăng Hàn cũng biến thành chính kinh, tuy vị nữ hoàng này thiên kiều bách mị, nhưng hiển nhiên ra mặt cực mỏng, hoàn toàn không chịu nổi đùa giỡn, quan hệ của mình và nàng lại không có thân mật đến trình độ kia, vẫn là có chừng có mực mới tốt. Ngươi muốn hỏi gì, hắn nói, tiên vực, loạn tinh nữ hoàng nói, trên mặt cười có vẻ phức tạp, vừa có tịch mịch cũng có phẫn nộ. Lăng Hàn suy nghĩ một chút nói, "Vậy tiến vào hắc tháp, gọi tiểu tháp đến a." Loạn Tinh Nữ Hoàng không khỏi giật mình, "Tiến vào hắc tháp, vậy hết thảy đều ở dưới điều khiển của Lăng Hàn, lần trước bị đánh mông, nàng lòng vẫn còn sợ hãi đây này." Sắc mặt Lăng Hàn tối sầm lại, "Ta là loại tiểu nhân kia sao?" Loạn Tinh Nữ Hoàng không hề trả lời, nhưng trên mặt rõ ràng tràn ngập ý tứ khẳng định. "Đệ," Lăng Hàn ngồi xuống đất nói, "Tốt lắm." người không tin ta như thế, sau này đừng đi vào tu luyện. Hư, trong thiên hạ, đều là quốc thổ của chấm, đều là con dân của chấm. Tất cả mọi thứ của ngươi đều là của chấm, chỉ là chấm cho phép ngươi nắm giữ mà thôi. Loạn tinh nữ hoàng ngạo kiều nói, vì lẽ đó, ngươi không nên hiểu lầm, nhìn dáng dấp kiêu ngạo của nàng, trong lòng lăng hàn không khỏi ngứa ngáy, điều này làm cho hắn sản sinh dục vọng chinh phục cực kỳ mãnh liệt. Nghị lực của vưu vật này thật giống như lại lớn hơn một chút. Lăng Hàn cố nén kích động nói. Quên đi, chúng ta không nói cái này, ngươi cùng Tiên vực có quan hệ gì sao? Loạn Tinh nữ hoàng hơi do dự một chút mới nói, "Tổ tiên của ta tới từ Tiên vực." "Cái gì?" Lăng Hàn Cả Kinh vỗ tay một cái nói, "Ta biết rồi, Thượng cổ thiên tộc, Thượng cổ thiên tộc có phải đều là từ Tiên vực đến?"